I'm going to tell myself to slow down when I speak. Slow down, slow down, slow down. Right. <laughs> uh, you mean that I. Wow, you do that for a while. And it will then become a habit. Uh, yes, I slower. try. It's important because people sometimes can't understand you if you, you know, just. Mm. Yeah. Mm, so you mean I should talk more slower? There you go. <laughs> <laughs> Much, more <laughs> <slower>. <laughs> Much more slower. I I should I should talk, I should I should talk, talk louder. Yes, I get it. Oh, I should <laughs> talk slower. Yes. Slower. I <clears throat> okay, okay, with that my class is ending and the uh, class is starting. So uh, you should all stay for sure because I mean her class is uh, one of the best classes here. Yes. So uh, uh, okay, uh, nice meeting you today, and maybe I'll talk to you some other time then. Thank you for talking to me. Bye bye. Okay, bye. Okay. Uh, thanks everybody for joining in today. And um, I guess ABC is away tomorrow, and I have promised uh, Hakak to uh, sup for him, so I'll be back tomorrow at uh, 8 p.m. Then. Hakat, uh, are you ready? You ready? Yeah. Okay. I'm going to hang up and uh, see you later. Bye bye. Hello everyone. Um, Hà Cát chào các bạn. Các bạn có nghe tiếng Hà Cát nói ở trong room không? Hello, hello. Okay, right. Hôm nay không có bị vấn đề gì hết ha. Anh trái trời như vậy. <laughs> ok, Hà Cát chào tất cả các bạn. Um, Hà Cát biết là uh, uh, có một số các bạn nói cho Hà Cát biết ở bên um, Việt Nam, miền Trung đang là bị bão. Uh, Hà Cát hy vọng rằng uh, những bạn đó uh, sẽ được bình an uh, dù là bão rơi vô uh, bất cứ nơi nào thì các cũng sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn chúng ta sẽ đều được bình an uh, các mong rằng uh, các cũng đã từng qua những cái cơn bão rất là lớn uh, và hạ cá biết là nó rất làm chúng ta rất là sợ hãi uh, và các mong rằng uh, các bạn uh, sẽ, sẽ được bình an trải qua cơn bão này khác uh, và hy vọng rằng uh, chúng ta sẽ uh, được mình đang ngồi ở trong nhà à, hoặc là ở trên à, ở trên trường hay là ở đâu đó thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà học cái khóa luyện âm này right. um, một lần nữa hoặc cá chào tất cả các bạn mới chào um, điều thứ nhất là các cần là các bạn hãy vào trong um, Viet ESL trong um, cái diễn đàn của video ESL và các bạn coi cái tài liệu nếu mà các bạn chưa có in nó ra đây là uh, cái link vào cái diễn đàn à, các bạn hãy um, vào trong đó để coi nếu mà những bạn nào mà không có cơ hội để mà uh, in nó ra trước thì các bạn có thể coi và theo dõi uh, điều cần thiết là À, nếu các bạn muốn học khóa luyện âm thì các bạn bắt buộc phải take notes có nghĩa là các bạn bắt buộc phải um, ghi lại uh, những cái điều mà Hạ Cát nói còn nếu mà các bạn không ghi lại chỉ ngồi nghe không thôi đó thì nó sẽ từ cái tay này nó lọt qua tay kia và các bạn nó nó sẽ không giúp ích gì cho các bạn đâu dù là các bạn có tham gia ba bốn năm khóa gì nó rồi cũng vậy thôi ha bởi vậy cho nên uh, nếu các bạn uh, có thể uh, mình bỏ ra uh, một vài tuần, mình cố gắng uh, theo dõi và uh, nhớ là viết xuống những cái điều mà Hà Cát nhắc nhở với các bạn. Thì các bạn, Hà uh, Cát tin rằng các bạn sẽ rất là mau chóng uh, hiểu được tất cả những cái điều mà nó liên quan tới cái vấn đề phonology là vấn đề luyện âm trong tiếng Anh. Uh, và các bạn sẽ từ đó, các bạn sẽ trở thành uh, tự mình có thể làm chủ cái cách học của mình. Có nghĩa là các bạn sẽ không cần phải nhờ ai uh, giúp cho bạn phải đọc cái chữ nào nữa hết. Đó là cái 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 purpose, cái cái goal, um, cái, um, cái 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 mục đích của cái lớp này. Có nghĩa là khi mà các bạn học xong cái khóa luyện âm, thì các bạn sẽ có thể tự mình làm chủ mình nhìn bất cứ cái chữ nào trong tiếng Anh và các nhấn mạnh là bất cứ một chữ nào trong tiếng Anh các bạn cũng có thể đọc lên được. Và các uh, tuần trước đã đã nói với các bạn rồi uh, là tại sao chúng ta uh, cần phải học luyện âm. À dạ Cấn cũng đã trả lời một số các bạn thắc mắc là à, người Mỹ họ có học luyện âm hay là không à, hay gì đó. Thầy có đã trả lời hết tuần trước rồi. À bởi vậy cho nên nếu mà các bạn nào còn thắc mắc, các bạn à, có thể hỏi những bạn tuần trước có tham gia lớp và các bạn có thể coi lại cái comment của à, đó là à Common Core cái um, hay gọi cái đó là CCSS um, thì các bạn sẽ vào trong đó và các bạn uh, coi cái cái link ở trong đó các bạn sẽ thấy ngay là chương trình từ kindergarten đến cho tới lớp 5 ở bên Mỹ họ đều dạy các em Mỹ đó các bạn vấn đề luyện âm phonics okay. uh, phonological awareness ở trong đó người ta có viết rõ ràng và chúng ta biết là nếu mà chúng ta học đúng đường thì các bạn sẽ dễ dàng uh, có cái một cái khái niệm giống y như là người Mỹ khi mà họ học ờ ờ hà cát như mới bị uh, bị điếc các bạn có nghe hà cát nói không rồi còn phải không ok ok right. đôi khi hà cát bị uh, power talk nó đẩy bay ra ngoài không biết tại sao nữa <laughs> ok rồi ha. À, những bạn nào mà không có bài đó mà các bạn cũng không vào diễn đàn được thì những bạn nào ở trong đây có được thì các bạn làm ơn gửi cho những bạn đó để chúng ta cùng theo dõi chúng ta cùng bắt đầu bài các bạn ha. All right. Rồi um, có thắc mắc gì trước khi các bắt đầu không các bạn? Có ai có gặp khó khăn gì gì hay hay là gì gì không hay là chúng ta có thể bắt đầu? À, in nhầm tài liệu. <laughs> ok rồi right. uh, cảm ơn Quang Thanh ha Quang Thanh đã uh, nói với các bạn nếu mà cần thì bạn đó sẽ gọi cho các bạn sau so các bạn gọi hết and, and liên lạc với Quang Thanh um, cố gắng khi mà các các um, bắt đầu nói đó thì nhiều khi các thao thao bất tuyệt và các không có nhìn tới các text chat ở trong room um, hoặc các sẽ viết lên rất là nhiều ở trong ở trong room bởi vậy cho nên những bạn nào uh, có những cái cái điều mà thật sự không cần phải nói đó thì các bạn cố gắng đừng nói chẳng hạn giống như là ok vừa nói hôm nay Kha vẫn có khỏe không, khen mình ăn cơm chưa, à, ăn bún hay là ăn phở, à, đó là những cái điều chúng ta không cần phải um, phải viết ở trong room. Tại vì khi mà các viết ra ở trong đây thì các một số các bạn phải nhìn ở trong đây và các bạn sẽ viết lại, phải ghi lại. Vì vậy, vậy cho nên chúng ta hãy um, cố gắng tôn trọng lẫn nhau các bạn ha. Dạ, um, các mong rằng các ốp nếu mà có ở trong đây những óc nào đang nấp lùm hay là những người mà có mà ở trong đây nếu có thể giúp cho hà các được. Uh, thì làm ơn mang cái ống của mình vào tại vì Hà cá biết là ở trong trong đây ngày hôm nay Hà cá nghĩ rằng thế nào chúng ta cũng sẽ có khủng bố. À, ở trong à, ở trong tác thường thường là như vậy. Họ không có cố tình khủng bố đâu, nhưng mà họ muốn à, họ muốn khi nào room nào hơi đông chút xíu là bắt họ bắt đầu họ vô họ họ phá chút xíu vậy thôi. Đấy right, it's so, um, thì một, một phút giây quy hoàng vậy đó Lý Khanh Nhi giống như Vô <laughs> rung nào mà đông đông chút Bắt đầu cái vô trong đây uh, Giống như là uh, sổ ra dài tràn Hay là cướp mic hay là gì gì đó Bắt đầu lên một, một phút giây quy hoàng vậy thôi <laughs> Ok, hey, anyway, uh, cho nên nếu mà những bạn nào mà còn có thể ở đây được uh, Hoặc là các ốp gì đó có thể giúp cho Hà Cát được uh, để coi room uh, Tại vì nhiều khi Hà Cát ở trong đây một mình uh, Anh hai còn ở đây, đã good Hà Cát thấy có HK có online, không biết hay có HK có giàu hay không và But anyway, có người nào giúp được thì làm anh giúp giùm nha hey, um, Ok, còn nghe không các bạn? Ok, all right. rồi chúng ta bắt đầu. Ok. Ok. Um, ok. Khi mà các bạn uh, học tiếng Anh, cái điều khó khăn nhất mà Hà Cát nhận thấy các bạn tham phiền với Hà Cát đó là vấn đề luyện âm. Vấn đề luyện âm uh, trong bất cứ một cái ngôn ngữ nào, chúng ta phải nắm vững trước khi chúng ta học lên bất cứ một cái điều gì khác. Cái điều cần nhất khi mà chúng ta học một ngôn ngữ đó là phonology. Đây là cái phần uh, về tất cả mọi cái âm, các âm liên kết với nhau như thế nào. Uh, chúng ta hiểu được là cái cấu trúc của các âm đi chung với nhau và ảnh hưởng qua các âm với nhau như thế nào. Trước khi chúng ta học tới phần 2 đó là morphology. Morphology là các âm kết hợp lại với nhau thành các chữ thì các các âm tiết đó các chữ đó nó sẽ nối kết với nhau nó thành ra uh, những cái chữ khác nó có nghĩa như thế nào. Đó là sự nối kết của các chữ đó là khi mà các bạn học về vocabulary. Từ các chữ chúng ta cộng lại chữ có nghĩa là words từ các chữ chúng ta cộng lại chúng ta học lên cái phần cao hơn đó là phần syntax syntax có nghĩa là cấu trúc của các các chữ ở trong một câu một cái sentence và khi mà các bạn học cái sentence thì các bạn sẽ bắt đầu um, học về uh, grammar ở trong này ok grammar là chúng ta học ở trong cái phần syntax và lên cao hơn nữa thì các bạn sẽ học vấn đề semantics có nghĩa là cái ý nghĩa của um, cái 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 câu đó nó như thế nào các bạn còn nghe không? Sao không có tiếng? Hoàng Trang nói không có tiếng, các bạn còn nghe không? Còn rồi right. uh, Các bạn nào không nghe đó là mình chạy ra rồi chạy vào một vài lần uh, rồi các bạn hãy lên, uh, lên tiếng không? All right. Semantic, và sau khi đó cái phần mà khó nhất khó nhất cho bất cứ một ngôn ngữ ngôn ngữ nào đó là pragmatics, có nghĩa là cái cái ẩn ý nằm ở phía sau ở trong trong bất cứ một cái câu ví dụ là một cái câu chúng ta nói, um, cái phần mà các bạn thấy là người ta nói mỉa mai hay gì gì đó thì chúng ta cũng có thể học qua cái phần hội semantic khi nãy, nhưng mà cái ý của mỗi người một khác khi mà chúng ta nói chuyện ở trong câu đó, mỗi người sẽ có một cái ý khác nhau thì cái đó nó là cái phần pragmatics, thì đó là cái phần cao nhất trong bất cứ một cái ngôn ngữ nào. Thì các bạn sẽ thấy đó là cái phần thứ năm. Cho nên nếu mà mà chúng ta không nắm vững được cái phần thứ nhất đó là phonology thì các bạn sẽ không cách nào chúng ta lên tới cái phần thứ hai và thứ ba và thứ bốn và thứ năm được. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay khi mà khóa luyện âm bắt đầu chúng ta sẽ học cái cấu trúc của các âm ở trong tiếng Anh như thế nào đó là phonology. Okay. Um chúng ta sẽ không có đi tới cái phần thứ hai ở trong cái khóa này tại vì khóa này chỉ nói về Phonology mà thôi à, khi mà các bạn học xong cái vấn đề này chúng ta tới các lớp khác có thể giúp cho các bạn về Vocabulary, đó là một phần là chị trong cái tài liệu các bạn nhìn thấy hà cái viết rất là rõ ràng ở trong đây đó là tất cả những cái cách phiên âm hoặc các lấy từ American Heritage American Heritage Dictionary Okay. và ở trong này hà các có cho các bạn cái link ở phía dưới cái tài liệu đó có cái link các bạn uh, đã thấy ở trong này là nếu các bạn nào cần các bạn có thể tra những cái cái uh, dùng cái từ điện online hoặc là các bạn có thể gửi về email và các bạn viết ở uh, trong cái uh, cái cái uh, email đó các bạn viết là ahd thì các bạn sẽ nhận được cái cái từ điển uh, ESL sẽ gửi cho các bạn free miễn phí để các bạn có thể cài nó vào vào trong cái cái máy vi tính của mình để các bạn có thể dùng đấy. Right. So các bạn có thể tra online hoặc là các bạn có thể dùng uh, để gắn vào cài vào cái máy vi tính của mình đó là tùy các bạn cho nên hạt cát cho cái lệnh ở trong đó hạt cát không có dám viết vào trong tài liệu là các bạn có thể lấy được free material là tại vì hạt cát cũng sợ American Heritage người ta tới người ta kiện hạt cát nên <laughs> so hạt cát chỉ có viết cái email thôi rồi các bạn có thể gửi về đó nhớ là các bạn viết vào trong đó là uh, AHD thì các bạn sẽ nhận được cái tài liệu free để các bạn cài vào đó ok đây Tại sao chúng ta dùng từ điển American Heritage Dictionary mà chúng ta không dùng từ điển khác? Lý do rất rất là đơn giản là tại vì American Heritage là từ điển người Mỹ hoa dùng. Chúng ta học cái ngôn ngữ của nước Mỹ hay có nói thẳng ra là tiếng Mỹ là American English mà chúng ta không có học về British English hay là Australian English hay gì gì khác các nói thẳng ra là chúng ta đang học tiếng Mỹ tiếng của người Mỹ họ nói American English bởi vậy chúng ta sẽ dùng quyển từ điển của người Mỹ Ok, chúng ta không cần dùng quyển từ điển quốc tế cũng không có dùng IPA International Phonetics Alphabet International Phonetics Alphabet Thế. chúng ta không có cần dùng cách phiên âm quốc tế là tại vì phiên âm quốc tế chúng ta cần phải học nhiều quá có một số các bạn cứ nghĩ rằng chúng ta cần phải học hết IPA chúng ta mới có thể uh, đọc được các phiên âm trong tiếng anh không có đâu um, cái cái uh, vấn đề mà học IPA nó rất là khó khăn um, rất rất là khó uh, các phải nói thẳng như vậy và yeah, các symbols và các ký hiệu ở trong đây nó khó um, rất là khó đối với một số các bạn về các bạn phải suy nghĩ nhiều vì giờ phải um, phải gọi là uh, Việt Nam chúng ta dùng là cái chữ gì? động não nhiều lắm để chúng ta phải nhớ hết những cái ký hiệu đó những cái symbol đó nó rất rất là khó um, đây là cái vấn đề mà Hà Các phải học phonetics nó là một trong những cái môn mà Hà Các bắt buộc phải học. Cho nên Hà Các biết về IPA và Hà Các có nói với các bạn tại sao chúng ta phải dùng con dao mổ trâu để mà chúng ta giết một con kiến là tại vì chúng ta học English American English các bạn chỉ cần biết những cái simple ở trong tiếng Anh mà thôi bạn phải, uh, các, các bạn không có cần phải các bạn không có cần phải học tất cả mọi cái ký hiệu phiên âm quốc tế để mà học tiếng Anh OK ở trong tiếng Anh có um, rất là ít các âm các bạn thấy chỉ có 44 cái âm thôi uh, cho nên các bạn uh, thấy rằng chúng ta nên học những cái gì nó dễ và các không muốn các bạn uh, phải học những cái điều gì nó khó rồi về American Heritage chúng ta nói xong rồi hả? Huh? Ok. <laughs> Chẳng chưa lấy được tài liệu hả? Huh? À, thật sự ra thì bạn dùng cái gì cũng được nhưng mà nó hơi khó cho bạn thôi hiểu không? Có nghĩa là chúng ta nói đường nào cũng tới la mã hết nhưng mà một đường thì nó đi gặp gần còn một đường thì nó rộng thênh thang có nhiều khi bạn có thể bạn có thể dùng chiếc xe đạp cọc cạch của bạn ha hoặc là bạn có thể dùng một chiếc xe hơi và có thể dùng uh, limousine để có người khác họ 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 đưa bạn tới cũng được thì bạn chọn cái nào cái đó là tùy bạn thôi hoặc các không có uh, cô chat vậy khó hiểu quá uh, khó hiểu là sao hoàng trang nói nói rõ ra các bạn ha nếu có thể viết được thì viết hết ra hạt cá tránh như vậy khó hiểu lắm là bởi vì thế nào thế nào thế nào hay gì gì đó uh, thì thì đừng có đừng có nói nửa chừng gì <laughs> mất thì giờ ok không sao bây giờ các bạn hạt cá chưa bắt đầu gì dạy gì hết mà hạt cá chưa bắt đầu chia sẻ các bạn chưa có thấy gì hết ngồi nghe thôi ok ngồi nghe thôi ok cứ yên tâm đi đấy Hồi tuần trước Hà Cá đã nói với các bạn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ lớp mấy các bạn? Chúng ta sẽ bắt đầu từ chương trình lớp mấy? Lớp mẫu giáo, bài dạy, đúng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ chương trình lớp mẫu giáo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ qua lớp mẫu giáo và lớp 1. Ok, can I go into first grade? Cho nên nó không khó đâu, cứ ngồi đó nghe đây chắc chắn các bạn sẽ hiểu. Ok, người nào không hiểu chút xíu nữa. Rồi nếu của HK, nếu của anh hai đã bắt đầu nữa. Ok, alright. các bạn sẽ các bạn sẽ thấy ok đừng đừng lo đấy rồi right. right. um, ok bây giờ các hỏi là các bạn uh, có rất là nhiều người khi mà họ học tiếng anh thì uh, các bạn thắc mắc là nhìn vào một chữ làm sao chúng ta có thể đọc được đó là một trong những cái điều mà phần đông các bạn gặp phải khó khăn nhìn vào một chữ làm sao có thể đọc lên được làm sao có thể uh, nói ra cái chữ đó mình muốn nói cái chữ đó lắm muốn nói cái chữ đó dùng cái chữ lớn làm sao có thể nói ra được cho người Mỹ họ hiểu à, đây là một trong những cái vấn nạn mà chúng ta bị các giảng viên hoặc là các giáo viên hay nói chúng ta là tiếng Mỹ khó lắm phải nhớ từng chữ chữ một mà thôi OK Hà, các nói điều đó có đúng không rất là nhiều người nói với các bạn các bạn phải nhớ từng chữ OK trong tiếng Anh. Ok. À, lần trước các vừa coi nó đã tới là 3.2 tỷ chữ rồi. Thì các bạn có nhớ được hết 3.2 tỷ chữ hay không? Đúng rồi, nhiều quá phải không? Ok. Như hồi các hồi nãy các có nói với các bạn, ok. Phonology là cái sự kết hợp của các âm lại với nhau. Trong tiếng Anh có khoảng chừng 44 âm, khoảng chừng ok, 44 âm. Thì 44 âm này cái âm người ta kêu là phoneme. Ok. Có 44 cái phoneme tất cả. 44 cái phoneme này khi mà cộng lại với nhau nó sẽ trở thành ra những cái âm tiết. Âm tiết là một cái syllable. Ở trong tiếng Việt của chúng ta đó, mỗi một cái syllable nó là một cái tiếng. Cho nên tiếng Việt của chúng ta là monosyllabic Trong tiếng Việt Nam chỉ có một tiếng thôi Một chữ chữ một thôi Ok Nhưng mà ở trong tiếng Anh thì nó là polysyllabic Polysyllabic có nghĩa là nhiều các âm tiết cộng lại với nhau Các syllable cộng với syllable cộng với syllable Cộng với syllable Thì nó thành ra một cái chữ, một cái word Okay khi mà một cái chữ đó chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta cộng những cái chữ lại với nhau ở word plus word plus word cộng 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 chúng ta sẽ thành a sentence ok đó là thành một cái câu thì hào các hỏi các bạn điều này trong ngôn ngữ tiếng Anh American English cái phoneme là các âm đó Not limited and limited có nghĩa là nó um, definite and indefinite nó có là nó nó là uh, phải nói như sao nó là ít hay là nhiều đại khái vậy có nghĩa là nó một, có một cái số nhất định hay là một cái số không nhất định giới hạn thank kiểu đúng là cái chữ giới hạn là nhất định ok so nó là nó chỉ có 44 âm thôi Ok, cái đã nói rõ ra 44 âm thôi Những cái words, ok, những cái chữ đó Nó là nhất định hay không nhất định Nó là giới hạn hay không giới hạn Những cái chữ trong tiếng Anh giới hạn hay không giới hạn Giới hạn, dù là Hà Cát nói là 3.2 tỷ Nó vẫn giới hạn, phải không các bạn Nó no, nó vẫn giới hạn Nó vẫn giới hạn các bạn Ok, nó vẫn giới hạn Khi mà chúng ta cho được một con số nào đó Thì nhất định nó phải là có giới hạn Ok, những cái sentence các bạn làm ra I'm sorry. S -C -N -T -N -C. Cái sentence các bạn làm ra Nó giới hạn hay không giới hạn Nó không giới hạn Không giới hạn ok. Là bởi vì các bạn sẽ thấy Chúng ta khi mà ráp các chữ lại với nhau Chúng ta có thể là nói bất cứ một cái điều gì Các bạn muốn nói Cho nên nó không giới hạn Cho nên cái điều mà chúng ta cần học Là cái điều mà nó giới hạn thôi Cái điều mà nó ít thôi Chúng ta đang học phụ niệm Cái điều dễ nhất OK. Cái điều dễ nhất. Nhìn vào trong tài liệu các bạn sẽ thấy. Chúng ta hôm nay sẽ đi qua cái phần đầu tiên đó là vào Các vấu sao trong tiếng Anh. OK. Đây là những cái âm căn bản nhất. Các bạn nhìn thấy không? OK. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua hai phần. Một là phần lớn và một là phần short. Ok. Tại sao gọi là long, tại sao gọi là short? Với các em nhỏ. Dạ, yeah, thế okay, chúng ta đang học chương trình của kindergarten to first grade. Các em nhỏ. Nói cái gì các em cũng không hiểu hết. Nhưng mà nói ngắn, dài, long and short, big or small, các em sẽ hiểu. Ok, bởi vậy cho nên họ dùng long and short là từ cái chỗ này làm sao cho các em dễ nhớ chứ không phải là long có nghĩa là mình kéo dài nó ra hoặc là short có nghĩa là mình đọc ngắn nó lại ok đây chỉ là cái tên gọi của một cái âm đó thôi các bạn nên nhớ hãy các nhấn mạnh cái điều này tại vì ở trong IPA các bạn sẽ thấy cái ký hiệu này và các bạn mỗi khi thấy cái ký hiệu này các bạn gọi đó là long That's a long A, that's a long E. Ở trong IPA không có vấn đề long and short. Okay, long and short vowel sound chỉ có trong tiếng Anh thôi, chứ không phải trong IPA. Các bạn nên nhớ điều đó. Okay, khi mà các bạn nhìn thấy cái ký hiệu này, các bạn sẽ thắc mắc về tại sao trong IPA có vấn đề này. Đây là khi mà các bạn kéo dài một cái âm. Okay, giờ hôm lần trước là các có nói với, với các bạn về với cái đề cái, cái chữ câu và cái chữ cao. Okay, the length of the vowel, sự kéo dài của một cái nguyên âm. Đấy, giờ chúng ta đã đã lẫn lộn về cái vấn đề sự kéo dài của một cái nguyên âm và chúng ta nghĩ đó là âm đó là âm long hoặc đó âm đó là âm short. Đấy, Hà các nhắc lại một lần nữa. Long và short vowel sound chỉ có là cái tên gọi ở trong tiếng Anh mà thôi. Nhìn vào trong cái tài liệu thứ nhất, chúng ta sẽ có long A. Đó, ký hiệu ở trong uh, ở trong IPA các bạn đã thấy đó hà cái viết ở trong đó cho các bạn uh, nhìn nó rõ ràng hơn tại ở trong thao thóp họ không có cho hà các viết cho nó rõ ràng uh, cái 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 um, cái dấu mà micro nó không có thể viết lên trên đầu của cái cái âm um, cái chữ A được thành ra hà các phải viết như vậy uh, những bạn nào có thể nhìn thấy ở trong tài liệu đó các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng không nó giống như là chữ A huyền à A của việt nam mình đó phải không thấy rõ phải không? Ok, đó là khi mà các bạn nhìn vào trong tài liệu các bạn cũng sẽ nhìn vào trong từ điển đó các bạn cũng sẽ thấy giống như vậy. Ok, so bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy cái ký hiệu, cái symbol này, các bạn sẽ đọc rõ ràng ra là a nhớ là nó có hai âm đi trong đó a đấy một trong những cái điều mà chúng ta bị ngấy từ đầu cái âm đầu tiên trong tiếng anh Tại sao hạt cái lấy âm đầu tiên là tại vì nó là first letter in the alphabet. A, B, C. Rõ ràng ở trong này. Ok. Tại sao chúng ta đọc sai? Lý do là tại vì chúng ta nghe chưa ra rõ âm. Cho nên một số người nói cái âm này là âm E. Là chữ E của Việt Nam mình đó. Ok. Và hạt viết rất rõ ràng ở trong đây là sai. Khi mà các bạn nghe cái âm E. E. Các bạn thấy rõ ràng cái âm cuối của nó là gì? Nếu mà nói về chữ âm của tiếng Việt Nam đó, cái âm cuối của nó là gì? Nó là I. Bây vậy khi mà các bạn nói e, các bạn thấy chúng ta mới nói có nửa âm thôi. Và chúng ta bị thiếu một âm ở phía sau nữa. Bởi vậy cho nên đi người ta nói sai một ly thì đi một dặm. Khi mà các bạn đọc cái âm e mà các bạn đọc sai thì các bạn sẽ ra là uh, may I Ok, các bạn sẽ đọc cái chữ này là chữ me thay vì cái chữ may là may I. Thì các bạn sẽ đọc là may I. <laughs> may I không biết nữa. Ok. Thì hoặc là các bạn nói là today thay vì các bạn nói today, các bạn sẽ nói là today. Các bạn sẽ sẽ nghe được cái cái cái, cái sự ngọng ở trong đó có không các bạn? Nó nó hơi bị nó bị trái âm ngay từ chỗ đó. Là từ cái âm nhỏ thôi mà chúng ta nắm không vững bởi vậy cho nên khi mà gặp cái chữ càng lớn bao nhiêu chúng ta càng bị sai bấy nhiêu. Đấy, cho nên khi mà luyện âm chúng ta phải nắm vững tất cả mọi các âm rất là nhỏ ở trong tiếng Anh trước đã. Ok. Từ đó khi mà các bạn combine, các bạn cộng lại với các âm khác nữa, lớn nữa, các bạn sẽ không có bị trật âm. Alright. Ở trong âm long ấy sao, các bạn sẽ nghe thấy những cái chữ như thế này. Bay. Day. Gay hey hai chữ này đều đồng âm với nhau đều đồng âm với nhau bởi vậy cho nên hà cá viết lên cả hai chữ đều đọc giống nhau hey ok hoặc là nó cho cái chữ j bên mỹ có những người họ tên là j j các bạn nghe cái âm a rất là rõ ràng ở trong đó hoặc là cái chữ lay mình chọn viết cái này nó vô trong đây Ok, tiếp tục Pay Ray Say Stay Way các bạn thấy không dù là có cho bất cứ một cái 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 consonant sound nào đứng ở trước đó, các bạn vẫn nghe được cái âm A rất là rõ ràng. Nó không phải là E nếu mà mở hoa là E. Nãy giờ các Cát đọc như vậy nó có là E hay là E? Ê, e, các bạn viết đừng. Chúng ta sẽ dùng ký hiệu phiên âm ở trong này. Các bạn hãy viết rõ ràng ra ký hiệu phiên âm ở trong này nó là như vậy. Ê, e, chúng ta sẽ không có dùng tiếng Việt Nam cũng không dùng bất cứ một cái ký, ký hiệu nào khác. Chúng ta viết rất là rõ ràng. A. ok. Khi nào mà các mời các bạn lên trên đây đọc đó, ok? Thì các bạn các bạn sẽ bắt đầu chúng ta uh, phát nó ra và các bạn sẽ sẽ uh, nghe được cái chính cái tiếng của mình. Nhưng mà hiện tại bây giờ nhớ nha trong khóa luyện âm các bạn nghe thôi. Các bạn nghe, alright. Và các bạn nhận thức được cái âm nó như thế nào. So sánh cái âm đó và cái âm e giống nhau hay là khác nhau có vậy thôi rồi right. đấy chị có nghe nhận được ok phải cho nó nằm ở trong cái đầu của mình trước đã nó khác đúng rồi nó khác khoan đã tại vì hà cát có nói với các bạn về cái vấn đề đi khâu phải không hôm trước lần trước chúng ta nói về vấn đề giải mã ok khi mà giải mã rồi, rồi các bạn mới phát ra cái miệng của mình được đấy right. cho nên hiện tại bây giờ các bạn cứ tưởng tượng giống như là mình là là một người hoang và không biết gì gì về tiếng anh hết thì các bạn nghe và dạ, các bạn mới có thể nắm vững được. Có nghe không các bạn? Có nghe không? Hello? Ok. Bởi vì chúng ta càng resist bao nhiêu? Ok. Resist có nghĩa là chúng ta phản lại bao nhiêu Chúng ta dùng những cái kiến thức mà chúng ta đã từng có Thì chúng ta cứ phản lại Thì không cách nào chúng ta có thể học luyện âm cho nó thành công Nhớ là các bạn đã học Grammar ở bên Việt Nam, các bạn đã biết một số tiếng Anh rồi, nhưng mà các bạn đi sai đường. Bây giờ Hà Cát trở lại cái vấn đề đầu tiên from, for beginners, đầu tiên Hà Cát nói, thì những cái gì mà các bạn đã học được từ trước đó bây giờ nó đang phản kháng lại. Giờ nói là, Ô, cô giáo của em nói thế này, Ô, thầy giáo của em nói thế kia, hay là Ô, em cứ tưởng thế này, em cứ tưởng thế kia. này <laughs> exactly, đúng rồi, phế giỏ công cũ đi, thì các bạn mới học được giỏ công mới. <laughs> okay. Bởi vậy, cho nên. Các các bạn đừng có resist. Ok, resist tại, tại sao các bạn thấy rõ ràng khi Hà Các nói tại sao rất là dễ dàng dạy cho một em nhỏ nói. Một em nhỏ nói mà rất là khó để mà dạy cho một người lớn để mà nói cho nó rõ ràng. Nhất là vấn đề luyện âm. Là tại sao người lớn đã từng biết rồi, từng học qua rồi thành ra họ hay cãi. Ok, và khi họ cãi như vậy rất là mất nhiều thời gian. Còn nếu mà các bạn cứ làm giống như, như à, mình đang học kindergarten mà cái okay. mới lớp nhỏ thì kindergarten ok cô là cái nói sao nghe vậy đi. Ok cứ thấm vô hả cá nói ê, các bạn ở dưới các bạn sẽ nói ê, hả cá nói day, các bạn sẽ nói day. hả cá nói lê, cá các bạn sẽ nói lê. Chỉ có vậy thôi thì các bạn sẽ học rất là mau. Ok. Alright, tiếp tục nha. Đúng rồi, chúng ta tới um, những cái chữ khác. Thì từ những cái chữ như vậy, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ ráp lại và chúng ta có thể nói tới nha cái chữ Mayday. ha. Bây giờ mình nói được một cái chữ có hai âm tiết rồi đó các bạn. Mayday. Ok. Nhớ nha. Hạt cắn nói qua các bạn ngồi giữ nhớ đọc lại nha. Nhớ âm A cho nó rõ ràng. Right. Và bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm các phụ âm consonant phụ âm khi mà các nói tới phụ âm đó là consonant ở phía sau để chúng ta nghe thử những cái chữ này còn ra không ok rate, right. mate, Kate, make. Nó vẫn là a. a, a, a. Các bạn còn nghe ra cái chữ a ở trong đó không? Còn phải không? Good. All right. Để ý chỗ này để ý chỗ này và hà Cát sẽ giải thích cho các bạn ok not today not right now ok nhưng mà hà Cát sẽ giải thích cho các bạn hai chữ này made made các bạn sẽ gãi đầu gãi tay made made rõ ràng chúng ta nghe em hey nhưng mà tại sao một chữ hà Cát hình như đọc ngắn Mate một chữ hai các đọc dài made những bạn nào đã học qua những khóa luyện âm rồi và học qua lớp của FPUC rồi các bạn biết tại sao nhưng mà phần đông tất cả các bạn khác sẽ không hiểu được vấn đề này và các bạn sẽ các bạn sẽ sau khóa này các bạn sẽ hiểu hết và Hà Cát đã nói rồi chúng ta sẽ cùng nhau có thể tự mình nhìn vào có thể giải thích được Ok. Cho nên các bạn nào mới đó đừng có thấy các bạn khác viết lên là nói chứ ờ mấy người này họ đi trước rồi chắc mình thua họ không mình, mình không có thua họ đâu các bạn ha. Alright. Mình cố gắng thì mình sẽ mình sẽ mình sẽ hơn hơn những người đi trước nữa. Alright. Bởi vậy cái điều mà Hà Cá muốn các bạn nghe đó là Hà muốn các bạn nghe cái âm long A ở trong đây. Mate. made, Nó vẫn là âm long A. Tuy rằng nó đọc ngắn hay nó đọc dài. Nó vẫn là A. Ok, bởi vậy cho nên cái âm, um, cái tên của nó long A Có phải là lúc nào nó cũng đọc ngắn Hoặc là lúc nào nó cũng đọc dài hay là không các bạn Cái chữ long A nó có ảnh hưởng tới khi mà chúng ta đọc hay không Khi hạt cá trọng kéo, kéo dài, made Khi hạt cá trọng ngắn, made Đúng không? All right Rồi. nhờ cái điều đó nha. All right. từ những cái chữ từ những cái chữ đó, ok, chúng ta có thể đọc Game Nhớ hai chữ nghe kỹ nè Mate Chữ A cũng là A Rất là trong sáng A A A Không có vấn đề Khi mà họ có đưa ra những cái chữ Name Hay là game Các bạn sẽ nghe thấy vấn đề gì? Made Mate Game mm. Mm. Các bạn sẽ thấy âm mũi các bạn sẽ thấy âm mũi. Nó vẫn là A, nhưng mà các bạn sẽ nghe nó bị nasalized, đúng rồi. Nó bị cái âm mũi ở trong đó. Bởi vậy cho nên khi mà một số các bạn nhận không ra cái điều này, giờ tưởng đó là một cái âm khác, nó không phải là âm khác. Tại sao? âm mũi là là âm em đó các bạn. Nó khi mà nó nó bị nó bị cái âm nó vậy, các bạn nghe ha. Ok. a, à, in, in các bạn thấy um, nó phát ra từ mũi ok bởi vậy cho nên nó bị ảnh hưởng khi mà chúng ta có âm n âm m hoặc là âm ng nằm ở phía sau thì các bạn sẽ nghe nó hơi bị nasalized có nghĩa là nó sẽ bị nasalized là nó sẽ bị hơi bị cái âm à, nó làm cho cái, cái 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 âm a đó nó hơi bị bị giống như là nghẹt mũi vậy đó đấy rồi từ những cái đó chúng ta sẽ hiểu được là Ok, nó vẫn là âm long ấy, ấy. Nhưng mà đôi khi nó sẽ bị ảnh hưởng bởi các âm chung quanh của đó Và cái âm A nó có thể đọc ngắn Hoặc nó có thể đọc dài Hoặc nó sẽ nghe giống như là âm mũi Good Lớp kindergarten nghe vậy có hiểu không? Hiểu rồi phải không? Good, alright. Ok. Rồi từ những cái âm tiết nhỏ như vậy chúng ta sẽ học được những từ những cái chữ lớn hơn một chút xíu. Delay. Delay. Các bạn sẽ thấy nó vẫn là âm A ở trong cái chữ lay phải không các bạn? Rồi chúng ta sẽ nghe những cái chữ như là grenade, nó vẫn là âm a ở trong đó. Ok. Tại sao các các quan trọng một cái âm âm như thế này? Là tại vì trong bất cứ một cái chữ nào Ừ, nha các bạn ha bất cứ một cái chữ nào khi mà các bạn thấy cái ký hiệu này các bạn đều đọc là e không thay đổi. bởi vậy cho nên tất cả một cái symbol ở trong tiếng anh tất cả một cái symbol nó đứng trong một âm duy nhất mà thôi một âm duy nhất. và khi mà các bạn nhớ được cái symbol này rồi ok good alright 44 âm xong âm rồi phải không? Dễ không? Lớp kindergarten thấy sao rồi? Nghĩ rằng mình có thể học xong 44 âm trong khóa này không? Ngày hôm nay học xong hết 12 âm không? Khó quá <laughs> Ok, khó quá thì ráng ở lại lớp nha <laughs> Ok Tại sao Hà Cát nói một cái âm mà Hà Cát nói lâu như vậy? Tại vì âm đầu tiên trong tiếng Anh Hà Cát muốn cho các bạn nghe cho nó rõ ràng Những cái âm khác Hà Cát sẽ nói lại hơn một chút Ok, nhớ nha, chúng ta đang học kindergarten. Ok, dễ lắm. Great. Rồi, bởi từ những cái chữ này chúng ta sẽ học những cái chữ lớn hơn. Stable. A. Stable. Giờ chúng ta sẽ đọc tới cái chữ stapler. Các bạn thấy không? Từ một cái âm nhỏ. À, cô ơi, em nghĩ game mà nghĩ short A. Ok, thọ con đừng nghĩ nữa. Ok, thọ con đừng nghĩ nữa. <laughs> ok, thọ con chạy vào từ điển đó. Chạy vào từ điển. Hồi nãy hạ Cát cho quyền từ điển rồi phải không? Chạy vào coi cái chữ game, ngay cái hiệu phiên âm của nó, nó viết là có phải như vậy hay không? Chạy vào, mình coi thử. Phải không? Thành ra mình không còn phải nghĩ gì nữa hết á. Ok, Hà Cát nói các bạn Ok Hà Cát cho tài, cho các bạn cái cái link vào trong đó để các bạn tự tra tự có Hà các có nói sai hay không đây. <laughs> đúng rồi. Tại <laughs> vì câu bao bao nói bảo bảo nói chuyển thành trẻ con đi bạn hãy chấp nhận đi. Ok, mình không chấp nhận mình đang resist là em nghĩ nó là cái này em nghĩ nó là cái kia chạy vô. Ok, mình chứng chứng minh tự cho mình thấy coi là Hà Cát nói đúng hay là Hà Cát nói sai. Long A, short A khác nhau như thế nào? Từ từ đã voi handsome. Coi tài liệu đi, chúng ta mới có số 1 thôi. Phải không? Chúng ta học xong số 1 đã, rồi từ từ chúng ta sẽ học tới số 2. Chạy chi lẽ. Khi mà học xong hết 12 âm rồi chúng ta sẽ biết là nó khác nhau ở cái chỗ nào. Rồi. <laughs> Mất trí tạm thời đi. <laughs> Đúng rồi. Ok. Rồi đại khái chúng ta thấy cái âm long A. Được chưa? Lớp kindergarten. Long A. Được chưa? Rồi. Ok. Vậy thì bây giờ Hà có hỏi lớp kindergarten như thế này. Ok. Nếu bây giờ các bạn nghĩ rằng Ok. Ngân lại không chat nữa. Không test chat nữa. Coi nè. Nghĩ rằng cái chữ này day d a y hà các đọc là day rõ ràng nếu các bạn vào trong từ điển các bạn tra thì các bạn nghĩ cái chữ này nó sẽ phiên âm như thế nào d a thank you các bạn chỉ cần ghép cái âm lại thôi các bạn âm d âm a ok văn hoa design ok nếu mà bạn cho cái âm y ở đây thì nó sẽ là giờ tại vì âm qua chúng ta sẽ học tới âm qua nó giờ giống như trong những cái chuyện như là you hay là year giờ yeah. thì khi mà chúng ta đọc chúng ta có đọc là day giờ hay là không ok bởi vậy khi mà học cách nói tới vấn đề phiên âm ok phiên âm có nghĩa là phonetic spelling là cái cách phiên âm của một chữ là cái nơi mà chúng ta cần phải nhìn vào để chúng ta biết phát âm cái chữ đó ra như thế nào. Thì khi mà các bạn nhìn thấy rõ ràng ở trong đó thường thường khi mà viết phiên âm họ viết giữa hai cái cái gạch xéo các bạn ha the slanted line. Slanted line để mà bạn nào muốn thắc mắc slanted lines. Thì khi mà các bạn sẽ thấy nó nằm ở giữa hai cái slanted line thì các bạn sẽ biết đó là cái cách phiên âm. Ok, và khi mà các bạn ghép âm lại với nhau, D a day rõ ràng không? Dễ không? Dễ không? Ok, good. All right. Hà cắt warning cho các bạn nha. Ok, hà cắt warning cho các bạn. Ok, là room ESL là một cái free room. Okay. Cái room này là room free, room miễn phí. Ok, bởi vậy cho nên capacity, the maximum capacity ở trong này lên tới có 200 người thôi Mà các biết bây giờ đã lên hơn 200 người Thành ra bạn nào mà đi ra đó, các bạn đã có thể là sẽ không vào được <laughs> Trừ khi mà các bạn có nick xanh hay là tím hay là gì đó các bạn mới vào được Còn nick đen nó làm ơn ngồi yên một chỗ đừng có chạy tới chạy lui Ok, một khi các bạn vào rồi đó thì các bạn không có, không có người ta không đẩy các bạn ra ngoài được Nhưng mà lỡ mà các bạn bị dâng ra ngoài đó các bạn sẽ rất là khó để chạy vô lại Alright. Okay, so warning, ráng ngồi đâu ngồi yên chỗ nha. <laughs> All right. Okay. Alright, tiếp tục nha các bạn. Okay. Rồi. Bây giờ coi nè. Okay. Chiết phiên âm cho cái chữ may. Very good. Đúng rồi. Đúng đúng. Very good. okay. Bây giờ các bạn hãy coi ha. Hồi nãy Hà Cát nói tới cái chữ made. Nếu mà chúng ta cần viết phiên âm cho cái chữ made hoặc là các bạn giao từ điển các bạn tra thì các bạn nghĩ rằng cái chữ made sẽ được phiên âm thế nào? Very good. Wow. Từ điển đang tra chỗ nào đấy hả? Bạn chào kết uh, ở trong cái tài liệu đó Hà Cát cho phía dưới đó bạn. Ok đó là cái lệnh của tài liệu đó đúng rồi đúng rồi rất rất là thông minh cái okay, hơi chậm hiểu chút xíu thôi nhưng mà rất là thông minh <laughs> ok, okay. All right. no, đừng nói vậy ha à, cả biết là các bạn rất rất là giỏi bởi vậy cho nên chúng ta sẽ học năm à, học sáu năm tất cả các bạn ha từ khi này đến cho tới lớp 5, trong vòng có 3 tuần thôi bốn à, tuần phải không? Tại vì chúng ta có tài liệu tờ, Um, để học cả coi tất cả là 8 hai các chia ra là tám lớp có nghĩa là bốn tuần ok vậy vậy cho nên chúng ta sẽ học qua tám lớp mà chúng ta sẽ học hết bằng đó cái vấn đề ở trong tiếng anh alright tiếp tục chưa ok kể như là âm a xong chưa các bạn âm a mình nắm vững rồi phải không rồi good alright chúng ta phải đi tới âm thứ hai ok đó là âm long e âm long e nghe nha hà cát nói là âm này ký hiệu viết của nó, phiên âm của nó là i. Nghe cho kỹ. i. Hạt đi lên hay là đi xuống? i. Đi lên hay là đi xuống? Ok, có bạn không hiểu đi lên là cái gì mà cũng không biết đi xuống là cái gì hết. Ok. Đi lên là như thế này. i. i là đi lên đi xuống là như thế này, y còn đi ngang là như thế này, y ok. vậy thì bây giờ Hà Cát hỏi lại các bạn, cái âm long y Hà Cát đọc đi lên hay đi xuống? đi xuống, ok. Tại sao Hà Cát lại phải nói rõ như vậy? là tại vì khi các bạn đọc những cái chữ rất là simple như thế này, mi mà các bạn không đọc là me, các bạn đọc là may. Give it to me. Khi mà các bạn đọc give it to me, các bạn đọc có đúng hay là sai? Mà rõ ràng các bạn đọc như vậy phải không? Thật các nghe rất rất là nhiều bạn lên trên đây. May. Ok. Chúng ta đọc hơi sai âm đó các bạn, chúng ta đọc hơi 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 trại đi một chút xíu. Ok. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta đọc âm long y Các bạn nhớ y Giữ nguyên cái âm đó thì các bạn sẽ đọc Me He She Các bạn thấy y ở trong đó không? Nhớ bắt đầu bằng âm y Rồi chúng ta sẽ y Y Các bạn đọc được không? Nó có quá khó với các bạn không? Ok. Nhớ rằng chúng ta đọc trong một hơi các bạn ha, chúng ta không phải đọc là y Ô hạ cát nói cái âm này là y Ok. Không phải hạ cát nói như vậy mà hạ cát nói là y. Ok. Bạn nào mà nói là nó khó đó, ok thì tự mình ok, tự mình ờ uh, Wake up mình đi, có nghĩa là tự mình <laughs> làm cho mình tỉnh thức đi nó rất rất là dễ nó không khó đâu tự mình làm cho nó khó thôi chứ không bây giờ mình e me he she e e e thì làm gì mà khó được các bạn làm sao mà khó được phải không thôi nói nhiều khi mình cứ nghĩ mình cứ nói đại đó là ah, khó quá khó quá chứ làm gì chứ làm gì mà khó phải không các bạn ok thử nhé Ok, chúng ta sẽ có những cái chữ để mà chúng ta đọc cái letter P. P. Ok, hoặc là chúng ta nói một cái dân đậu đó, P. Nhớ hả, có không có nói là P. Họ có là P. Hơi đi xuống một chút xíu. Ok, hoặc là letter B. Hoặc là cái chữ B, hoặc là con con ông cũng là B. Ba chữ này đều đồng âm với nhau. Hoặc là khi mà chúng ta tới letter G letter G. okay, hoặc là chúng ta cheese. okay, giống như là wow, cái 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 cái, cái, mùi rất bông thơm quá hay là cái gì chúng ta nói cái cheese trong một cái đúng rồi. Thì khi mà các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta ghép tới với bất cứ mấy consonant nào khác, chúng ta sẽ thấy những cái chữ như là C hay là glee, very good. Chúng ta sẽ có những cái chữ như là three, hay là three hay là letter Z, letter V, các bạn thấy không? E rất là rõ ràng ở trong đây. Hoặc là những cái chữ như là ni Bây giờ chúng ta cộng thêm các consonant ở phía sau để chúng ta coi thử cái âm này nó như thế nào. Vẫn là âm E. seat, sweet, heat, deep, leap, keep, sweep. Các bạn thấy nó vẫn là âm E. Okay. Seek, Meek, Weak hoặc là Weak Hai chữ này đồng âm với nhau Âm sau W-E-A-K và W-E-A-K đồng âm với nhau okay. Từ những cái chữ này chúng ta sẽ đọc ra những cái chữ khó hơn một chút xíu Concede, Deplete hoặc là Complete Các bạn sẽ thấy tay âm E nó nằm ở trong đó Cho nên dù là chữ ngắn, chữ dài Bao nhiêu âm tiết không cần biết khi mà chúng ta thấy cái ký hiệu này chúng ta vẫn đọc nó là y không thay đổi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi lại hai chữ. Ok. Chữ thứ nhất hả có muốn coi. Các bạn có coi cái chữ này, đó là cái chữ read. Read. Ok, tại sao? Cho Hà Cát đưa cái chữ này lên Là tại vì Hà Cát thấy rất là trong các bạn đọc cái chữ này là Read I want to read Nó không phải là read Nó là read Read Ok Bây giờ cho nên các bạn nhớ giữ cái âm y e Cho nó rõ ràng ở trong này Rồi nãy giờ chúng ta đã học qua được hai âm các bạn còn nhớ âm gì và âm gì viết lên dùm Hạ các? Very good, đúng rồi, chúng ta sẽ dùng ký... ký hiệu các bạn ha Chúng ta sẽ dùng ký hiệu để học qua Very good, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lại hơn một chút các bạn ha Alright, bây giờ chúng ta sẽ qua âm long I Ok, các âm long ở trong tiếng Anh nó không có khó Các âm khó là các âm short đấy right. cho nên chúng ta sẽ đi qua các âm này cho nó không Long I Các khi mà các bạn nghe ai I các bạn nghe mấy âm ở trong đó i i Đúng rồi nó là hai âm ok ký hiệu của cái âm này nó như thế này thì bây giờ chúng ta đã biết cái ký hiệu rồi chúng ta đã biết một số các cách viết phiên âm rồi bây giờ hà các đọc chữ và cả hà các muốn các bạn viết cái ký hiệu các bạn nghĩ rằng các bạn khi mà tra từ điển đó các bạn sẽ thấy là ở trong từ điển họ viết như thế nào ok chữ thứ nhất các bạn sẽ viết cho họ các cái ký hiệu các bạn ha nhớ viết ký hiệu viết phiên âm cho cái chữ die die phiên âm sẽ viết như thế nào very good nhớ là có âm d ở phía trước các bạn ha âm d ok các đọc âm nào các bạn nghe nghe và các bạn ghép âm lại với nhau d i die các bạn đã thấy tiếng anh nó cũng ráp bằng dấu y chang tiếng việt nam chưa có thấy chưa? À, ha, bây giờ các bạn sẽ thấy là từ từ nó dễ rồi phải không? Dễ rồi phải không các bạn? À, mình đâu có nghĩ rằng tiếng Anh họ cũng ráp vần giống y chang tiếng Việt Nam mình đâu. Ok, bởi vậy cho nên tuần trước khi mà họ các nói với các bạn tiếng Việt Nam đã là phiên âm rồi, đó phonetic spelling. Bên Việt Nam đã phiên âm rồi thì các bạn nói làm sao có? Bây giờ các bạn đã thấy rồi đó. Ok. Cho nên trong tiếng Anh người ta cũng ráp bằng y cha như trong tiếng Việt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một số chữ hoặc các viết và các đọc lên. các không có nhận kho bây giờ các bạn ha. các, các, bạn cố gắng nghe đừng có gọi giờ. Rồi, right. bây giờ học các sẽ đọc thêm một vài chữ nữa các bạn cố gắng viết nha. Ok. Fine fine Thiếu âm rồi. Đúng rồi. Các bạn nghe rõ ràng có ba âm ở trong này, âm um, âm um, i và âm um, thì chúng ta phải viết ra rõ ràng. Còn nếu mà chúng ta chỉ có viết hai âm như thế này các bạn sẽ thấy là chúng ta thiếu ending sound. Chúng ta chỉ đọc là fine mà không phải là fine. Các bạn thấy rõ ràng không? Ok, bởi vậy cho nên khi mà các bạn đọc đó, okay, các bạn nhớ âm nào ra âm đó. Cái chữ wife Wife This is my wife Mà nếu chúng ta đọc Oh this is my wife My wife là các bạn đang đọc sai Ok đúng rồi Wife Chúng ta sẽ thấy nó có âm F ở phía sau Nếu bây giờ học có đọc cái chữ wine Các bạn sẽ viết như thế nào Phiên âm như thế nào Wine Very good Ok Very very good All right các bạn đã thấy từ từ mình đã biết đọc cách phiên âm này đó mình đã viết ra được phiên âm và mình sẽ đọc được phiên âm ở trong từ điển có sự tự tin một chút xíu nào chưa ok bởi vậy cho nên khi à, các nói các bạn học xong cái khóa này các bạn thấy có thể nhìn vào trong từ điển và có thể đọc ra bất cứ một cái chữ nào là tại sao các bạn đã nóng vững lên cái phần phiên âm bởi vậy bất cứ chữ nào cũng đọc được hết it's so simple nó so so simple các bạn ha, ok, right. chúng ta đang học âm long i, giờ ký hiệu nó là i, ok, bây giờ nghe cái chữ này, light, nghe thôi, viết phiên âm ra thôi, phiên âm only, light, very good, chúng ta nghe chỉ có ba âm thôi, đó là âm l, âm long i và âm t, light, very good, đây là cái phần quan trọng nhất đó các bạn đây là cái phần rất rất là quan trọng tại vì khi mà các bạn thấy những cái chữ và các bạn thấy trời nó dài như vậy f o i g h t đồng sao đây trời các bạn chỉ cần nhìn vào cái phần phiên âm các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng đúng rồi fright à nó dễ dàng quá dễ dàng luôn không cần phải đi ơi cô đọc dùm em chữ này thầy ơi thầy đọc dùm em chữ này không nhìn từ điển phiên âm có tự viết được không không nhìn từ điển phiên âm nãy giờ các bạn có ai chạy vào trong đó tra từ điển không hay là tự các bạn đang viết ra đó hả nãy giờ có người nào chạy vào trong đó giờ tra từ điển thì mà có đưa lên không hay tự các bạn đang viết ra đó wow sao mình giỏi dữ vậy ta <laughs> đúng rồi Ok. Bây giờ hạt cát, cát đang từ từ giải thích cho các bạn bởi vậy cho nó hạt cát đọc cho các bạn nghe. Nhưng mà về sau này khi mà tự các bạn vào trong từ điển, ok. Vào trong từ điển không cần mở từ điển lên luôn các bạn ha, không cần mở từ điển lên luôn. Và các bạn nhìn vào cái cái phiên âm thôi, nhìn vào cái chỗ phiên âm thôi thì các bạn nghĩ rằng mình có đọc ra được hay không? Tự mình có thể đọc ra được hay không? Dĩ nhiên là được phải không? tại vì mình tại sao mình nắm vững được mình nắm vững được tất cả các ký hiệu đó các symbol đó nó đứng cho cái chữ gì rồi Phải không các bạn các bạn nó nắm vững được rồi thì mình đâu cần phải nhờ ai nữa đâu à, bởi vậy cho nên các nói bất cứ một chữ nào Alright. nhiều người họ nói các bạn à, ví dụ như mình đưa một cái chữ, một chữ thật là khó lên thì bạn có đọc được hay không Dạ thưa tôi sẽ đọc được là tại sao tôi có thể nhìn vào trong từ điển, coi các phát phiên âm và dạ, tôi đọc lên được có thể bạn không đọc lên được nhưng mà tôi sẽ đọc lên được đó là cái sự tự tin hay cảm muốn các bạn có Okay. cho nên khi mà các bạn học luyện âm là sau khi rất là có nhiều người họ không muốn các bạn học luyện âm là tại sao các bạn có thể nghe được họ đọc sai và các bạn nói là à thưa thầy thưa cô em thấy trong từ điển họ viết như thế này cái âm đó là phải long a chứ không phải là short a tại sao thầy đọc short a? Người ta sẽ nói là bắt đầu những cái người đó là mất học sinh các bạn. Hồi <laughs> vậy cho nên, họ nói chứ các bạn ơi, học luyện âm để làm cái gì? Cho nên các bạn sẽ thấy khi mà mình mình có nhiều người có nhiều người các ông nói là cái nói nói có một số thôi hà công nói rất là đau nhưng mà có một số thôi tại tại vì khi mà họ muốn các bạn tới các bạn học mà ở các trung tâm chẳng hạn đi tại sao họ cứ về dạt họ dạy các bạn chút chút thôi mà không dạy hết là tại vì nếu các bạn học hết rồi các họ các bạn học cao hơn họ thì các họ sẽ bị mất job đúng không? Họ mất cái 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 công việc của họ mất job của họ ở bên Việt Nam. Ok. chứ có nghĩa là dạy hết chữ rồi đó. Ok, và giờ cái người trò có thể giỏi hơn thầy. Cho nên đôi khi có những cái 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 vấn đề đó nó xảy ra. Tại vì một khi mà họ còn giấu, họ giải chút chút thì các bạn còn phải đóng tiền để các bạn trở lại học, đúng không? Rồi, right. giờ so, bởi vậy cho nên ờ uh, các nói một số thôi ha, huh? chứ không phải là ai cũng cũng như vậy đâu. Một số có những người họ họ đại khái vậy mà không có lương tâm á. Huh? Rồi, right. tiếp tục. All right. tiếp tục các bạn ha. Huh? Rồi, từ những cái đó chúng ta sẽ học tới những cái chữ ví dụ như là survive. Survive. Từ từ chút xíu rồi hỏi. Cái okay, survive, các bạn sẽ thấy cái âm I cũng ở trong đó. Các bạn sẽ học những cái chữ describe, các bạn cũng thấy cái âm I ở trong đó. Hoặc các bạn sẽ học những cái chữ excite, các bạn cũng thấy âm I ở trong đó. Thì bất cứ một nơi nào các bạn thấy âm long I, các bạn nhớ chúng ta sẽ đọc là I rồi right. đấy chúng ta sẽ từ từ học tới những cái chữ có hai ba bốn âm tiết và các bạn sẽ viết ra được phiên âm của những cái chữ đó hiện tại bây giờ chúng ta chỉ có uh, giữ những cái chữ một âm tiết thôi ok để cho nó dễ dàng cho các bạn ok right. nãy giờ chúng ta đã học qua được ba âm ok a e and i có thắc mắc gì không ok từ từ chúng ta sẽ lên khó hiện tại bây giờ chúng ta đang học lớp mấy kindergarten ok rồi quá rõ rồi very good ok chúng ta sẽ học từ âm long o ok âm long o các bạn nghe kỹ hạ cá đọc o oh. âm cuối của nó là âm gì trong tiếng việt o oh. dầm u đúng rồi ok có một số Uh, một số các bạn nó nghe không có rõ và họ, họ hay nói với các bạn cái chữ này là cái chữ ô của Việt Nam và okay. long ô đó mà họ đọc là cái chữ ô của Việt Nam, ok thì đôi khi các bạn cũng phải hỏi lại uh, ví dụ các bạn hỏi với những cô nào đó hay thầy nào đó thì các bạn hỏi cô ơi thầy ơi uh, sự thật là thầy hay cô có nắm vững các âm ở trong tiếng Việt hay không? Thì nếu cái người mà họ trả lời cho các bạn là ở à, bên Việt Nam tôi không có đi học hoặc là bên Việt Nam tôi rời Việt Nam khi tôi còn nhỏ hoặc là tôi mới học tới lớp mẫu giáo thì cô tôi bị bị lấy chồng hay là cô tôi lăn đùng đã chết à, hoặc là sang tới bên Mỹ tôi hoàn toàn không có đi học tiếng Việt hay là gì gì đó thì các bạn cũng phải hiểu không <laughs> phải hiểu một điều là có thể là cái người bạn đó họ không có nắm vững các âm trong tiếng Việt Okay. bởi vì họ không nắm vững các âm trong tiếng việt thành ra họ rất là khó để có thể so sánh cho các bạn anh và trong tiếng việt phải không tại vì nếu mà không nắm vững các âm trong tiếng việt thì lấy gì để mà so sánh bởi vì vậy âm long oh. Các bạn nghe rõ ràng Chứ nó không phải là ô Bởi vậy cho nên những cái chữ các bạn thấy Go Nó không phải là go I go to school I go to school là các bạn sẽ thấy chúng ta đang đọc sai âm. Các bạn có nghe rõ điều đó không? I go to school là đang đọc sai âm. Tại vì cái âm nó là âm O. Oh, I go, I go. Chứ không phải là I go. Nghe rõ không? Ok. Bởi vậy cho nên là các muốn các bạn sửa ngay từ bây giờ. Lý do tại sao chúng ta có cái lớp luyện âm là chúng ta phải sửa lại tất cả những cái âm chúng ta học sai. Ok. Tất cả mọi âm. Hà Cát không có viết đọc sang tiếng Việt hoàn chỉnh. Ok. Hà Cát đọc các bạn viết phiên âm ra trong tiếng Anh thì được. Ok. Cố gắng nghe. Go. Đúng rồi. Bạn viết được phiên âm bạn sẽ đọc được. Go. Exactly. Hà Cát không nói cái chữ go ở trong tiếng Việt Nam. Hà các không nói nó là go Hà các sẽ viết rõ ở trong này Đây là chữ sai Mà nó là go Đấy. Right. Thì khi mà các bạn nghe những cái chữ như vậy Nếu bây giờ Hà Cá nói các bạn phải viết phiên âm Cho cái chữ snow Các bạn sẽ viết như thế nào Snow Very good. Đúng rồi. Không một người nào viết sai hết. Đúng rồi. Cái letter W chúng ta có viết vào trong đó không các bạn? Khi viết phiên âm chúng ta có viết cái letter W vào trong đó hay không? Đúng rồi, chúng ta không viết, đúng rồi. Nghe sao viết vậy các bạn ha? Ok, cái chữ snow phiên N... âm N, N, O. Cho nên chúng ta chỉ có viết như vậy thôi. Very good, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy từ những cái chữ đó, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ đọc được rất là nhiều chữ. Chẳng hạn như như những... choke, okay smoke okay hoặc là stalk stroke tất cả những cái chữ đó các bạn đều đọc được hết là tại vì các bạn sẽ nghe ra được âm o ở trong đó. All right, bây giờ một trong những cái chữ rất rất là dễ ha có cá muốn các bạn viết phiên âm trợ để cho viết phiên âm rầm rầm luôn. Okay. Rồi, thế như là handy trend cho Cát thấy một cái chữ no. Các bạn viết phiên âm cái chữ no này cho Cát đi không có khờ nha các bạn không có khờ chúng ta không đọc khờ nâu ok tiếng tiếng đức thì đọc là khờ nâu nhưng mà tiếng anh thì không có đọc khờ nâu chúng ta chỉ có đọc ô oh, đúng rồi ok um, hình như cái bài số 8 cái bài số 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no, không phải bài số 8 Bài số 1, 2, 3, 4 <laughs> 5, 6, 7 À, bài số 6 chứ, Mời 456. bài số 6 các bạn ha, phần 6 Hà Cát sẽ đưa lên cho các bạn tất cả mọi âm cầm ở trong tiếng Anh Chúng ta chỉ biết một số các âm cầm thôi, nhưng mà ở trong cái bài đó Hà Cát sẽ đưa lên cho các bạn tất cả mọi âm cầm ở trong tiếng Anh right. Để cho các bạn uh, có thể uh, đem ra hữu thiên hạ <cười> Ok <cười> ok à, uh, làm sao chúng ta phân biệt được no và yeah, no ví dụ bây giờ hà có hỏi uh, bây giờ um, uh, có hỏi bạn ha uh, handy trend ok uh, do you like me thì bạn nói là no thì bạn nghĩ là người bạn nói cái chữ no này bạn nói cái chữ no này <laughs> ok chỉ đó là nào các bạn không phải khởi đầu nó giỡn vậy các bạn thôi ok cái okay, nhìn vào trong context đó, các bạn thì chúng ta sẽ sẽ biết ra được chẳng hạn như các bạn nói là oh, I know him ok I know him ok thế okay, tôi biết ông ta thì, các bạn sẽ dùng cái chữ nào ok no ok cho nên tuy rằng tuy rằng nó uh, phiên âm của nó giống nhau nhưng mà chúng ta dựa theo, vào cái ngữ cảnh chúng ta vẫn có thể biết được phải không các bạn? ví dụ như các bạn cũng thấy trong tiếng việt chúng ta cũng có nhiều như vậy cũng cũng rất là nhiều trường hợp như vậy chúng ta chỉ có nói một chữ không thì không ai hiểu chúng ta nói cái gì hết. đôi khi chúng ta phải dùng rõ ràng ở trong cái cái context trong cái câu chúng ta mới hiểu được. Alright, so long. O, okay, xong chưa? OK, long o có một điều Hà Cát cần nhắc, nhắc với các bạn. OK, long o những cái chữ như là go, ho, nghe nó rất là trong sáng. Đấy. nhưng những cái chữ như thế này home, các bạn sẽ nghe nasalized, home, âm mũi. OK, bởi vậy một số người khi mà không đọc rõ âm o, oh, um, home, và họ nghĩ rằng cái chữ này nó là home. <laughs> các bạn có nghe uh, quang minh với hồng đào đó quang minh ở trong uh, những cái cái uh, diễn kịch đó hay nói uh, hello i'm home i'm home là dùng cái chữ home của việt nam mình đó là cái chữ hơi sai các bạn <laughs> right. sau so cái chữ đó nó là home đưa lên mũi home nghe cho rõ ràng khi mà các bạn học luyện âm xong rồi các bạn nghe một số các những người mà họ nói tiếng anh đó các bạn có thể các bạn có thể phân biệt được nó họ đọc sai như thế nào. Đúng rồi, bạn Tuấn, cái hai chữ này, k n ở về giữa n n hai chữ này đọc hoàn toàn giống nhau. Nhìn cái cách phiên âm của nó, nó sẽ thấy là nó là n ở, là ở. Đưa lên mũi như thế nào khi mà chúng, khi mà bạn hà um, cát nói tới cái phần consonant, cái okay, consonant là chúng ta sẽ nói ngày mai các bạn ha, cái okay, consonant, um, consonant, hà cát sẽ nói hơn rõ hơn về cái vấn đề này, được không? Um, hai chữ đó nó không giống nhau bạn, uh, khi mà bạn viết n o w, cái chữ này nó ra là now, now and now, nó không giống nhau. ok nếu chúng ta muốn biết chắc chắn thì chúng ta có thể vào tra từ điểm Uh, hôm qua qua nói qua mà hôm qua hôm qua hôm nay qua lấy qua họ okay, khai đúng rồi các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ thấy cái cái uh... no. no 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 ok thọ con viết thì hà nhận ra được no còn hoàng trang viết thì hà không nhận ra được là bạn muốn viết cái chữ nào ok khi mà thọ con viết no hà cá biết ngay bạn đó muốn nói tới cái chữ này một là chữ này hay là chữ này còn khi mà bạn viết ra thì hà cá nói không có được để cách viết phiên âm như vậy đó no All right. Rồi, chúng ta đã qua được Mấy giờ rồi? Chết rồi, một tiếng rồi Mấy cái mới có qua được có Một, hai, ba, bốn âm thôi Tặng qua bốn âm cho các bạn Kết rồi phải không? Ok Rồi Những bạn nào Những bạn nào có thắc mắc Bốn âm này Viết hết câu hỏi ra nếu hà các không có trả lời ngoài lề ha các chỉ trả lời về những cái âm này thôi. OK không có ai có thắc mắc hả các nói tiếp. OK chúng ta sẽ nói tới âm long u trước các bạn ha. thì khi nào chúng ta có m n và ng nằm ở phía sau. Kaka hỏi khi nào dùng âm mũi khi mà chúng ta có âm m, m n ng đây là những cái âm chúng ta sẽ đưa lên mũi ngày mai hà các sẽ nói về các âm mũi cho các bạn. OK Long A là A, đúng rồi. Ok, Mr. Pin nói rất là đúng. A, các bạn viết phiên âm trong tiếng Anh cho hạ khác. Rồi, right, chúng ta sẽ đi tới số 6 các bạn hả? Ok, số 6 trước khi chúng ta nói tới số 5. No, không có giống cái gì hết. À, càng gì tên. Ok, càng ít tên hay càng ít N. Gì đó. Ok, nó không giống cái gì hết. Nó A, nó là A. E, nó là E. I, nó là I, có vậy thôi, không có giống cái gì hết, không biết sang tiếng Việt, không gì gì hết. Cần gì tên nè. <laughs> ok, hiểu rõ không các bạn? Tại vì sao? Chúng ta đang ở level kindergarten. Ơi, mua sách của cô ở đâu? Hà cá chưa có xuất bản sách nào hết bạn. Ok, đây là một trong những cái điều mà Hà cá mới có soạn cho, và đem dạy cho những người Việt ở đây thôi. Chứ Hà cá không có viết nó ra thành sách. Rồi, uh, các bạn sẽ thấy, học uh, cách cho các bạn lệnh ở trong đó rồi đó. Các bạn vào trong đó lấy rồi um, vào trong đây nghe giảng rồi học cách uh, học cá đọc rồi các bạn viết xuống thôi. <laughs> đọc theo chữ thì đúng. A à, Nguyễn đọc theo chữ thì thì các bạn nếu mà đọc âm A các bạn sẽ xuống như thế này A Ok. Nhưng mà nhớ là các con nói ảnh hưởng của các âm ở chung quanh assimilation. Ok. Ảnh hưởng của các âm ở phía sau. Cho nên các bạn sẽ để ý khi mà âm a khi chúng ta đọc ngắn khi chúng ta đọc 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 dài hoặc là khi mà chúng ta sẽ lên giọng hoặc là chúng ta sẽ xuống giọng là bởi vì khi mà chúng ta còn dùng cái vấn đề intonation là khi mà chúng ta muốn dùng cái chữ đó như thế nào nữa. Còn thường thường nếu mà nhìn một chữ thôi thì thường thường bạn sẽ đọc âm a nó sẽ đi xuống được không? và okay. cho nên những cái ảnh hưởng của các các um, âm chung quanh nó từ từ Hà Cát sẽ nói tới nhớ là các bạn um, chúng ta đang là các bạn cái chương trình của lớp kindergarten và lớp 1 uh, Hà Cát nói là engineering Việt Nam Hà Cát không có viết phiên âm của tiếng Việt ở trong này cái chữ smoke nó sẽ là S, -s M O Đấy, viết phiên âm như thế này. Đừng có bao giờ Việt Nam ra. Ok, chúng ta đã biết cái âm O, nó đọc là O. Âm O đi chung với âm K là Oak. Và chúng ta cộng S, đi trước vào nữa, Smoke. Có vậy thôi. Đừng có bao giờ viết phiên âm tiếng Việt ra. Tại vì viết phiên âm tiếng Việt, hả? có nói với các bạn rồi. Chúng ta đi sai một, một ly thôi, các bạn sẽ đi một dặm luôn và các bạn sẽ không biết được nào. đấy cho nên cố gắng giữ phiên âm trong tiếng Anh và Hà Cát nó nói với các bạn cái cách phiên âm này đang là lớp kindergarten cho nên nó rất rất là dễ đấy nãy giờ Hà Cát không có thấy các bạn nào mà gặp khó khăn hết à... Hà Cát không nói bạn viết đúng hay viết sai à, hương July hay là tại vì Hà Cát không biết bạn viết chữ gì nữa <laughs> hiểu không Hà cháu không biết bạn đang viết cái chữ gì nữa thì cháu không thể nói được bạn viết đúng hay là viết sai <laughs> Alright <laughs> Ok, hả cá đã nói rồi Ok, cái chữ smoke Phiên âm của nó S, M, O okay, hả cá biết rõ ràng ra như vậy rồi Hai à, hương chú nãy giờ đi đâu vậy hả Hà có viết rất rất là rõ ràng nhìn vào trong tài liệu ha à, có viết ở trong đất trong đây nữa vậy các bạn cứ hỏi các đưa lên con gà các các bạn cứ hỏi có phải là con vịt không hả các à, các cá nói nó con gà có phải là con ngỗng không nó con gà có phải là con chó không cho nên là các nói các bạn nó nói dễ ơi là dễ ok là các nói ê các bạn các nói ai à, các nói oh. các bạn cứ trong đó các bạn cho những cái gì đâu không ha thấy nó dễ không nó quá quá dễ đi phải không các bạn keep it simple, okay. Giữ cho nó đơn giản thôi. Cuộc đời của mình không khó khăn nhiều quá rồi. <laughs> Cái làm gì cho nó rắc rối cuộc đời thêm dữ vậy? Right. Rồi tiếp tục ha. Ok, chúng ta sẽ nói âm long u trước khi chúng ta tới nói tới âm long dịu cho nên hạ các đang ở số 6 đó các bạn ha. Số 6. Chúng ta nói về số 6 trước khi chúng ta nói tới số 5. Được không? Ok cách viết phiên âm của con ư ừ. ok hà cá cố gắng lắm 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 rồi nhưng mà hà cá chỉ có viết được như vậy thôi thì các bạn làm ơn chút xíu hà các sẽ giải thích ok các bạn làm ơn dùng cái 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 cây viết của mình đó các bạn kéo hai cái đó nó sát lại với nhau được không hai cái gạch mà hà cá cho trong đó đó nó hơi xích xích ra một chút xíu các bạn cho nó sát lại với nhau được không ok là tại vì hà cá cố gắng lắm rồi nhưng mà các chị có thể viết như vậy thôi rồi đấy rồi khi mà các bạn nhìn thấy như vậy đó các bạn sẽ học đọc âm đó là âm ư ư đi xuống hay là đi lên ư đi xuống ok rồi giờ không ai hỏi là lên lại lên nữa rồi <laughs> ok đừng là đọc ngang rồi xuống ư chứ nó không phải đọc đọc đi lên nếu mà đọc lên ư thì mới là đọc đi lên còn đọc ư bật cái gì cũng bật bắt đầu từ cái chỗ mà nó không có cái cái uh, đi lên long ngô long ngô biết tại sao tên long ngô không <laughs> long ngô có biết tại sao tại sao tên là long ngô không tại vì nếu mà bạn đọc đọc đấy đi lên thì bạn đọc cái chữ ngô bạn đi lên nhưng mà cá thử coi nó ra gì <laughs> thì bạn muốn đi lên thì mỗi vậy thôi từ đó đó <laughs> <laughs> Alright tiếp tục nha, cười, cười quá. <cười> okay yeah it is so funny. Alright âm uh, um, ư các bạn hả ư. <laughs> okay khi mà âm um, các bạn cố gắng nó không phải là âm um, u của Việt Nam, tại vì u trong tiếng Việt Nam của chúng ta nó chỉ là u thôi. chẳng hạn biết gì bạn nói bạn khóc hu hu, không ai nói là bạn khóc hu hu như vậy hết phải không? Cho nên trong tiếng Việt Nam nó là ấm u nhưng mà nó hơi khác một chút xíu là u Các chào các bạn mới vào nha. Vậy right, các uh, nói với các bạn trước, okay, alert là uh, trong người thôi nhưng mà nếu mà trên rồi đó những người có các nick màu đó thì mới có thể vào được. Còn các bạn mà có nick đen đó làm ơn ngồi yên ở đó, cố gắng đừng có té lên té xuống các bạn. Hết. Tại các bạn té ra rồi các bạn sẽ rất là khó chạy vô lại. Và so, uh, uh, yeah, hơi nguy hiểm một chút có một số bạn đang đang uh, khóc ở ngoài kia là vô không có được uh, thà cá cũng xin lỗi các bạn vì vấn đề đó tại ESL hơi nghèo <laughs> chỉ có room <rừng> đen thôi <laughs> ok rồi chúng ta tiếp tục các bạn ha Âm um, Ư các bạn nhớ là bạn đi xuống nhầm hạ khác ừ đọc cho nó tròn cái âm là cái chỉ dụ như các bạn muốn đọc cái chữ mu đừng có mu mu nó ngang tè thôi u, mư. ok, dùng phiên âm trong này, đừng có ai dùng phiên âm nào khác hết á, ok, các nói rồi, very good thầy các thấy một một số các bạn đã viết ra được cách viết phiên âm của cái chữ m, very very good ok, đúng rồi, mình nghe như thế nào mình viết ra như vậy, ở trong đó nó có âm v thì mình phải viết âm v mà các bạn không có âm phía sau nó là moo moo giống như là con 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 bò nó kêu vậy đó moo moo the cow goes moo mu alright cho nên khi mà nghe âm ư các bạn chỉ như là dư đừng có đọc là du I go to the zoo các bạn sẽ thấy là mình sai ngay từ cái chỗ đó phải không cho nên cố gắng bây giờ chúng ta không nói i go nữa mà nói i go chứ từ zoo chứ không phải nói từ zoo các bạn thấy rõ ràng nếu mà chúng ta nó ngăn về và nó sai âm nữa các bạn thấy rõ không À, con con bò Mỹ nó kêu khác uh, Long ngô ha con bò khác con Mỹ nó kêu khác chứ con bò bên Việt Nam <laughs> okay thầy ca nói một số thôi các bạn thầy các không nói tất cả mọi người alright so <laughs> okay. các bạn mà đem một con chó ở bên mỹ đó các bạn đem con chó đó về việt nam đó các bạn sẽ thấy là là hai con chó luôn luôn thấy nó nó phải kêu thêm một con thứ ba là tại con thứ ba để làm gì các bạn biết không khi mà chó mỹ về mà gặp chó việt nam đó tưởng ra nó làm làm thông dịch viên đó các bạn <laughs> không là những chứng là thông dịch okay. All, right. All right, rồi đúng rồi ok tiếp tục các bạn ha rồi right. cười uống được cười nữa hôm nay hôm nay là các bạn không cho cười nữa All right, um, ừ. khác okay, các bạn sẽ thấy trong những cái chữ như là to có một số bạn hỏi ba cái chữ này có phải đồng âm với nhau không yes cái ba chữ này nó là homophone tại vì nó đồng âm với nhau OK, homo là gì? Homo là một. Phon là gì? Phon là sound. OK, có nghĩa là đó là một âm. Ba cái chữ đó nó đọc ra cùng một âm. Cho nên cả ba chữ đó đều đọc là two, two, two. Chúng ta phải nhìn ở trong context chúng ta mới biết cho người ta dùng cái chữ đó như thế nào. Alright, và dạ, uh, trong ba chữ đó uh, các bạn thấy hoàn toàn đọc giống nhau. Ok, cho nên có một bạn nào đó hôm trước đưa lên cho Hạ Cát nói là cái chữ này nó phải đi lên, cái chữ kia nó phải đi xuống, không có đâu. Ok, ở trong đó chỉ có một cái chữ to này, chữ to này. Là các bạn có thể đọc nó ra là uh, một cách là lướt qua đó. Chẳng hạn như chị như bạn nói là to go. To go, thì bạn không có đọc là to go, mà các bạn đọc là to go. Thì đó chúng ta dùng một schwa sound, thì schwa sau Hạ Cát sẽ nói tới đấy nhưng mà khi mà ba cái chữ này khi mà viết ra không đó viết ra không thôi thì ba chữ này đọc hoàn toàn giống nhau two 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 Ok, khi mà đọc unstressed thì Hà Cát sẽ nói nó không có phải là tơ, đừng có bao giờ viết tiếng Việt Nam ở trong này, cách viết phiên âm đến nguyện ha. Hà Cát sẽ đưa cái âm đó lên cho các bạn đó là âm sure. Ok, chúng ta sẽ hỏi nói tới cái âm này cho nên đừng có đừng có viết ra ra cách viết phiên âm là trong tiếng việt nam tại vì nếu mà các bạn viết phiên âm là tiếng việt nam các bạn sẽ bị đi bị bị sai ngay ở cái chỗ đó alright <laughs> phân biệt o và u như thế nào ok o go u two o u bạn có nghe rõ hai âm không Go trở lại cái âm hồi nãy là âm số 4. Go, so, tell. U chúng ta sẽ có um uh, <laughs> Các bị khang tiếng rồi. U uh, zoo. Su. Nhưng nhìn vào chữ sao biết đọc được cô. Ok bạn nhìn chữ này bạn có biết đọc không dư It's okay. Nếu mà bạn nói à, em nhìn vào em không biết đọc. It's okay. ok. Nếu mà chúng ta không biết đọc thì chúng ta phải làm sao các bạn? Ví dụ như chữ Zoom. Chúng ta không biết đọc. Chúng ta phải làm sao các bạn? Đúng rồi. Chúng ta vào từ điển. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy từ điển người ta viết cái chữ dư Và người ta viết cái phiên âm như thế này Và các bạn đã biết cái âm u Đọc như vậy rồi Thì các bạn sẽ thấy <laughs> Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nhìn vào chúng ta À mình biết cái phiên âm này rồi U Dư cái chữ zoom mình nhìn vào trong đó người ta gọi z u u đó mới phiên viết ra ngay đó đúng rồi đúng rồi hoàn chỉnh các bạn thấy không bởi vậy cho nên nó đâu có khó Có thể những người khác nói rằng à, Cái chữ đó không cách nào đọc được Nhưng mà các bạn biết các bạn đọc được Phải không? Ok Tại sao chúng ta đọc được các bạn? Tại sao chúng ta đọc được? Có những người họ nói gặp những cái chữ khó Không cách nào đọc được Nhưng mà các bạn sẽ đọc được Tại sao vậy? Tại chúng ta biết phiên âm Đúng rồi. Chúng ta học nắm vững tất cả một cái symbol ở trong phiên âm thì các bạn sẽ đọc được. Bây giờ học cách đưa lên một cái chữ rất là khó. Người khá khó với một số người thôi. Những người đã biết rồi thì không khó nữa. Nhưng mà những cái người cũng không biết thì nó hơi khó. Ok. Các bạn nghĩ rằng Ok, chẳng hạn bây giờ hạt cát ví dụ là hạt là cái từ điển đi ha. Là cát không hay bằng từ điển nhưng mà hạt cát thử hạt là từ điển. Khỏi cần tra từ điển các bạn ha. ok, hạt cát đọc thôi. Thì các bạn nghĩ rằng mình có thể viết ra được cái phiên âm của cái chữ này hay là không? Tomb. Ví dụ bạn click vào từ điển và từ điển nó đọc ra là tomb. Đúng rồi. T vậy go t. U. Ừ. Có bờ phía sau không? Có tomb. Có không? Thà các đâu có bờ đâu mà viết ra. Ok bởi vậy, cho nên các bạn thấy tuy rằng cái chữ nó lạ Các bạn thấy, à, chữ này, uh, ok, nó hơi lạ lạ, không biết mình phải đọc sao đây Các bạn vào trong từ điển và các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng trong từ điển Họ viết phiên âm như vậy Các bạn có cái sự tự tin để đọc ra được hay không? có sự tự tin để đọc ra được chưa? Có chưa? Có rồi phải không? Đó, mới có kindergarten thôi mà đã có cái sự tự tin như vậy rồi Lên tới lớp 5 thì còn giỏi cỡ nào nữa <laughs> phải không? ok. vậy cho nên các bạn hỏi à các là các ơi mình mới học anh nhân tôi không biết có theo được cái lớp này hay không. đấy bây giờ các bạn biết rồi là các bạn có theo được hay không rồi phải không? chảnh đi các bạn. okay. Right. you deserve it. các okay, các bạn các bạn nên chảnh vào tại vì oh, trời ơi bây giờ mình biết là không ngờ mình giỏi như vậy. đúng không? bất cứ một cái chữ nào ok từ từ đã ok các bạn sẽ thấy chúng ta có thể đọc được hết không đâu cái chữ này bạn chào từ điển bạn tra thử thôi chữ này đọc như thế nào tra đi cái tập tra từ điển đi coi chúng ta sẽ đọc những cái chữ nó như thế nào các nói đó đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những cái chữ mà nó hơi khó. Hôm trước Hà cát nói với các bạn rồi, hôm nay Hà cát sẽ đưa lên cho các bạn những cái pattern ở trong tiếng Anh, có nghĩa là những cái cái uh, những cái cách, những cái chữ mà thường thấy ở trong tiếng Anh thì các bạn sẽ đọc được một số rất là lớn. Còn còn có những cái chữ mà nó rất là khó, chẳng hạn như nó cái chữ lạ đó, OK? Thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? OK? Cái âm đó chúng ta học qua chưa? Các bạn, âm này học qua chưa? Âm này học qua chưa? Đã à, qua rồi, nó là âm gì vậy? Âm ơ Ơ Ơm Khôn Phải không? Mình học qua rồi, mình biết đọc rồi Rồi, à, đâu cần phải hỏi Hà cá Hỏi bất cứ người nào trong đây nữa đâu, phải không? Yeah, there you go <laughs> Ok Rồi, âm u Chúng ta ok chứ các bạn Ok, âm u Hà cá phải nhắc lại một số các bạn ha Ok trong tiếng trong tiếng anh <laughs> new k n e w n n e w hai chữ này đồng âm với nhau giờ thường thường người ta đọc là âm u new new ok uh, có một số các bạn nhất là các bạn miền bắc đó hay đọc là new Yêu new Okay, you có nghĩa là các bạn đọc một cái âm nó có âm giờ ở phía trước, which is ok which is okay, okay, nó cũng ok Mà các không có nói sai tại cái chữ này có thể đọc được bằng hai cách, nhưng mà thường thường các bạn sẽ thấy phân đông người ta sẽ đọc là âm ư I knew it, chứ không nói I knew it, I knew it, okay. Bởi vậy cho nên nếu mà các bạn cho nó dễ dàng cho mình cứ đọc âm ừ, có nghe không? Ok, good. All Vậy, right. Right. bây giờ cho nên các bạn cứ học cá biết hoặc có, hoặc, từ từ hà sẽ chỉ cho các bạn cái sự khác biệt giữa các âm um, ở trong uh, đôi khi các bạn hơi bị trại nó như thế nào. Hey, so nếu bây giờ chúng ta đọc một cái chữ ok soon thì các bạn sẽ nghĩ rằng mình viết phiên âm cho cái chữ soon này như thế nào. Un, soon. Very good. OK. Bởi vậy từ cái chữ soon này chúng ta sẽ đọc được cái chữ moon phải không các bạn? Chúng ta sẽ đọc được cái chữ soon, moon, noon. Wow. OK. Rồi dạ cũng từ những cái chữ đó các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ bỏ cái âm đầu tiên đi ha. OK chúng ta sẽ đọc được cái chữ balloon, saloon, balloon, typhoon. Các bạn thấy không? Nó cũng là những cái âm Ư ừ Ở trong đó mà ra Cho nên cái điều quan trọng là Khi mà các bạn thấy âm Ư ừ Ở bất cứ chỗ nào Các bạn cũng sẽ đọc là âm Ư ừ. Ư ừ. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta học một âm Mà chúng ta đọc được rất là nhiều chữ Là từ cái chỗ đó t vậy cơ uh -huh. All right. Rồi Bây giờ chúng ta sẽ trở lại Âm số 5 đó là âm long u. Tại sao chúng ta nói âm u rồi bây giờ chúng ta mới nói tới âm u là tại vì ở trong cái âm u nó có cộng thêm cái âm y ở phía trước nữa. Dấu hiệu để phân biệt âm u như thế nào? Âm u chỉ có vậy thôi có gì đâu mà phân biệt bạn. Cái ký hiệu của nó là u có vậy thôi. Nhớ ha. Kindergarten. Ok, đang học lớp mẫu giáo. Ok, ký hiệu hả các chị cho các bạn ký hiệu nào? Các bạn chỉ cần, à tôi biết cái ký hiệu đó, đọc như vậy là được rồi. Ok, chúng ta qua âm U rồi phải không? Bây giờ chúng ta tới âm U. Âm U hả các nói trước, nói giống y chang như âm U, nó chỉ có âm giờ phía trước mà thôi. U. Alright, Thì các bạn sẽ thấy tại sao chúng ta lại có âm u mà chúng ta lại có âm u sao mà rắc rối thế phải không làm cái gì mà rắc rối thế tại sao đã có âm u rồi mà còn có âm u làm cái gì mà nó có rất khó khăn như vậy chúng ta bắt buộc phải có cái sự khác biệt là tại vì trong những cái chữ như thế này ok few nếu mà các bạn không you ở trong đây thì các bạn sẽ đọc cái chữ này nó là chữ full đúng không few và yeah, full nó khác nhau. Các bạn nghe được sự khác biệt chưa? Ok. B bởi vì, yeah. cho nên nó có những cái 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 bắt buộc chúng ta phải có cái sự khác biệt các bạn ha. Có những chữ chúng ta có thể đọc tự tự, ok, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà có những chữ chúng ta bắt buộc phải có cái sự khác biệt. Chẳng hạn như cái chữ cute. Nếu chúng ta không đọc là cute, chúng ta đọc là cute u ut và cute y yeah, ở phía trước ok beauty view chứ không phải là bu view beauty thì từ cái chữ beauty chúng ta có thể đọc được ra là, là beautiful hoặc là beautifully Chẳng cái từ view ở trong đó ok chúng ta sẽ đọc cái chữ compute chứ không có đọc là compute cái chữ compute là từ ra cái chữ computer các bạn thấy không computer chứ không phải là computer thấy sự khác biệt của u và u chưa các bạn dễ không dễ rồi ha ok giờ tới phần khó nè ok chúng ta còn 30 phút qua phần khó nè Ok, nãy giờ chúng ta đã học qua các âm nào rồi các bạn cho hạ các biết viết âm lên thôi, các ký hiệu của các âm thôi, đừng có viết sang tiếng Việt Nam. Chúng ta đã học qua các âm nào rồi. A, good. E, very good. I, O, U, and U. Ok, Hà các thấy một số các bạn viết cái này. Nhưng lại hạ các viết cho các bạn coi. Hà Cát thấy một số các bạn viết các ký hiệu này. Hôm nay chúng ta có học ký hiệu này hay là không? Không có. <laughs> okay. ok. Rồi, rồi Hà Cát giải thích cho các bạn nha. Ok. Trong các quyển từ điển ngày xưa, ngày xưa có nghĩa là cách đây khoảng từ 20 năm trở lên các bạn sẽ thấy cái âm long u này khi xưa đó người ta viết như thế này All right cái âm long u khi xưa người ta viết giống như vậy cho nên nếu mà các bạn dùng những quyển từ điển nó không phải online đâu tại vì hai ba chục năm trước thì nó không có từ điển online nhưng mà bây giờ thì có các quyển từ điển ngày xưa đó nếu các bạn thấy mà họ xuất bản từ khoảng thời 1980 trở đi lên trước đó thì các bạn sẽ thấy họ viết long u theo cách của ngày xưa ok nhưng mà về sau này họ đã biến cái âm um, cái cái cách viết như thế này tại vì nó dễ dàng để đọc đó các nó dễ dàng để đọc tại vì nó từ cái chữ này u thêm âm giờ phía trước you rất là giống nhau còn nếu mà u và yeah, you thì nó hơi khó. bởi vậy cho nên khi mà nhìn vào đó các em hơi khó để mà các em có thể đọc. tại vì các bạn biết bất cứ một cái cái cái, cái từ điển hay là cái gì luôn luôn họ phải đổi mới làm sao để mà dễ dàng cho những cái người họ đọc. bởi vậy cho nên các bạn sẽ thấy uh, một số từ điển về sau này nhà các tôi với các bạn đó những cái âm o ở phía sau đó. chẳng hạn như các bạn thấy cái chữ here bây giờ các bạn thấy cái phiên âm của nó vẫn còn là âm o phía sau một số từ điện mới bây giờ để cái âm phía sau người ta để âm schwa âm schwa ok bởi vậy cho nên cái từ từ họ sẽ làm cho nó dễ dàng để các bạn nghe dễ hơn là tại vì khi mà các bạn đọc cái chữ here khi ngày xưa đó người ta cứ bắt các bạn đọc cái âm o cho nó rõ ra here và các bạn có thấy là âm o nó khó quá nhưng mà thật sự là cái âm o phía sau nghe nó kỹ ra nó chỉ là cái âm o ở phía sau thôi here here rai ở xong một cái bây vậy cho nên một số thời điểm mới thôi Um, tại vì họ có trong ngành này đó họ có được coi những cái quyển từ điển đó người ta mới đang suggest những cái điều mà họ cho những cái âm đó trở thành âm schwa cho nó dễ dàng để đọc thôi nhưng mà thật sự là cái này là chưa có chưa có phát hành ra ngoài cho nên một số các bạn sẽ không có thấy được vậy vì vậy cho nên họ luôn luôn tìm những cái cách để mà làm cho nó đổi mới và nó dễ dàng hơn cho các người học cho nên cái nếu mà các bạn thấy một quyển từ điển nào mà họ viết um, của American Heritage mà họ viết cái uh, âm long dư bằng cách này thì các bạn biết rồi những cái edition mà đã, đã xưa làm, rồi khoảng chừng uh, hai ba chục năm trước rồi và hiện tại bây giờ thì họ tất cả họ đều dùng cái cái cách phiên âm này alright rồi được chưa trả lời thắc mắc xong chưa à, đều đọc được bạn cái okay. cho cái chữ new n i -E w hoặc là k -N -E -W, đều đọc được đọc, đọc bằng hai cách nhưng mà họ có nói phần nhiều phần đông họ hay đọc là new chứ họ không có đọc là new nếu nó nu nó dễ dàng Để cho các bạn thôi. Yeah, dạ tiếp nha. Ok bây giờ chúng ta sang phần short. Cái okay, phần short nó hơi khó hơn một chút xíu là tại vì những cái âm này phải giải thích cho nó rõ ràng. À, chúng ta chưa học tới cái chữ đó bạn ha. Chữ đó nó hơi khó cho lớp kindergarten. Ok. Lớp cái là gõ thôi đem những cái chữ cho chữ lớn đem vô trong đây muốn cho cho các bạn ở trong này test xịu hay sao? Ok Yeah. Rồi, các bạn hãy coi nha. Ok, cái ở trong này chúng ta sẽ nói về âm um, short a. Đúng? Các bạn muốn học luyện âm mà thành công các bạn phải nghĩ, phải bỏ hết tất cả những cái gì mà nó lớn sang một bên phải trở thành ra giống các em nhỏ đó, ok, à, tôi đọc được cái âm này, hey, e, i, o, u, ok, đọc được, ok, thì các bạn thấy dễ dàng để mà có thể học được nó mau hơn. Còn nếu là các nói ngay từ đầu lớp, nếu mà các bạn cứ đem các kiến thức của mình ra để mà resist, ok, có nghĩa là mình cứ phản kháng lại, mình sẽ sẽ build những cái wall, những cái cái um, những cái cái tấm bình phong, những cái tấm bức tường đó nó rất ở xung quanh của mình và mình không có để cho những cái cái kiến thức mới nó vào thì nó rất khó để các bạn có thể học được bất cứ một cái gì và okay, cái nhất là phần luyện âm là cái phần mà các bạn đã bị bị đi sai cả mười mấy năm trước rồi đấy cho nên hà cát uh, nói với các bạn và hà cát nói mà uh, nói điều này nữa nha ok đây là cái cách mà hà cát đem ra chia sẻ với các bạn nếu các bạn thấy rằng cái cách này nó dễ và mình muốn học thì các bạn cứ tự nhiên để mà học và các không ngại để chia sẻ với các bạn. Còn nếu mà các bạn à, nói rằng tôi không thích cái cách này, Hà Cát không bắt buộc ai phải học hết. Ok, bởi vậy cho nên Hà các có một cái gì đó, ví dụ Hà Cát có một cái cái bánh và Hà Cát đem ra Hà Cát nói các bạn ơi cái bánh này rất là ngon, Hà Cát mời các bạn ăn. Các bạn có quyền nói rằng tôi không muốn ăn. Đấy, right. người nào ăn cứ cứ tự nhiên mà lấy, con người nào nói rằng tôi không thích các bạn cứ tự nhiên hà các các bạn không có làm điều gì để cho hà các phải buồn hay là hà các phải giận hay là gì gì hết các bạn cứ tự nhiên tôi không thích học that's fine ok rồi chúng ta sẽ bắt tiếp tục với um, short a sound short a sound các bạn sẽ thấy ở trong cái um, cái tài liệu đó hà các viết nó rất là rõ ràng hơn ok các bạn nhìn vào cái tài liệu này các bạn sẽ thấy cái cách viết phiên âm nó đúng hơn là hạ cá viết ở trong thao thoát là tại vì trong thao thoát họ không cho họ cá viết được đúng rồi à, ta viết được rồi các bạn nhìn vào trong từ đị... trong cái, cái 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 tài liệu hạ cách đưa lên đó các bạn sẽ thình... nhìn thấy rõ ràng hơn đấy right. khi mà âm short a sound tất cả các âm short a sound nếu mà muốn đọc cho rõ ra nó bắt buộc phải có phụ âm nằm ở phía sau các nhắc lại, tất cả các short sound, short vowel sound, trong trường hợp này chúng ta đang nói tới short A sound. Nếu muốn đọc rõ cái âm này ra, chúng ta bắt buộc phải có một cái phụ âm nằm ở phía sau. Okay, các bạn sẽ hỏi là có nghĩa là như thế nào? Là cái âm này các bạn phải có phụ âm ở phía sau, A, các bạn mới đọc ra được. Còn nếu không nó chỉ là A trong tiếng Anh không có một cái chữ nào mà nó chỉ có cái âm e nó phải có phụ âm ở phía sau at hay là as thì nó mới ra được ash các bạn thấy không còn không có một một cái chữ nào mà nó chỉ có âm e mà được hết <laughs> rồi chúng ta sẽ có những cái chữ như là cat hat bat Sat, map, nap, pat, rap, sat, that. Các bạn thấy không? Từ một âm thôi chúng ta đọc ra được rất là nhiều chữ. Bởi vậy cho nên một số các bạn nói à, ok bây giờ cái chữ app. Nếu mà chúng ta tra từ điển chúng ta sẽ thấy cách viết phiên âm của nó là app. Thì khi các bạn nói rằng có phải là mình gặp bất cứ một cái chữ nào mình cũng phải viết, mình cũng phải tra từ điển hay không? Dạ các nghe một số các bạn hỏi câu này hỏi đi hỏi lại. Không lẽ gặp cái chữ nào mình cũng phải tra từ điển? Thì dạ, các xin hỏi các bạn. Bây giờ các bạn đã biết đọc cái chữ S rồi. Thì cái gặp cái chữ cat bạn có cần phải tra từ điển nữa hay không? Yeah. <laughs>

À, các bạn thì tưởng tượng ở ngoài mà có một lớp mà khoảng uh, khoảng cỡ người như vậy nhìn okay. thấy là uh, thấy là là nhiều khi uh, cũng cũng muốn xỉu luôn đó cũng bị lọt okay. <laughs> có chuyện gì á, đạp lên nhau mà chạy okay. hết right, uh, tiếp tục các bạn ha ok âm um, short để sẵn thì khi mà các bạn gặp âm um, uh, các bạn nhớ nó bắt buộc phải có một cái phụ âm ở phía sau Um, cho nên hồi nãy Hà Cá có nói là chúng ta có cần phải tra từ điển tất cả mọi chữ hay là không Thì thật sự là chúng ta không cần Ấn okay. um, short A sound Các bạn mở miệng ra lớn Mở miệng ra lớn giống như các bạn đọc cái chữ A của Việt Nam Nhưng mà chúng ta không đọc chữ A mà chúng ta đọc chữ E uh, Nó không có A bẹt hay là A gì Hà Cá không biết bạn ha Hà Cá chỉ biết short A sound nó là E OK, mà nhớ, các nói phải cho phụ âm ở phía sau. Cat. Có một số các tài liệu ở trên uh, ở trên uh, mạng đó, các bạn sẽ thấy họ đọc cái âm này là âm a, âm a. OK, họ nói short A, a. Nhưng mà nếu mà các bạn nghe thử, ha, nếu mà nó là a, thì cái chữ này nó là man, A, an, man, đúng không? Nhưng mà khi đọc cái chữ này họ đã đọc là man Họ đọc là man chứ không phải đọc là an Bởi vậy cho nên một số các um, các tài liệu họ hơi sai một chút xíu Và các bạn có thể thấy rất là rõ ràng Nó là an chứ nó không phải là an các bạn thấy không nó nó hơi nó hơi xa cái âm a một chút xíu nó hơi có âm a ở trong đó cho nên các bạn mở miệng và các bạn đọc an can van man, tan, fan, pan, ran tất cả mọi cách đó các bạn sẽ thấy âm an, an mở miệng lớn ra một số các bạn uh, con con gái đó hay hơi uh, mắc cỡ một chút xíu khi mà đọc cái âm này tại vì các bạn quen với cách việt nam là uh, không được nói lớn không được cười to đại khái như vậy thì các bạn in in, and ran, and ran. các bạn không chịu mở miệng lớn ra luyện âm các bạn cứ tự nhiên ok mình cần phải mình cần phải phân biệt rõ ràng các âm bây giờ các bạn cứ mở miệng lớn ra ran pan man thì các bạn sẽ đọc ra cái âm này ok nhưng mà cố gắng nó không phải là a à, các bạn ha đừng có đọc cái chữ a à của việt nam mình là tại vì khi mà các bạn đọc a à, thì các bạn sẽ an à, thì nó hơi sai tại vì như vậy các bạn sẽ đọc là cam và các bạn sẽ đọc là mam thì các bạn sẽ thấy cái nó bị trời âm cho nên cái âm đó là âm e nó đào thanh luôn không viết như vậy ký hiệu phiên âm Trên short ấy sao ở trong này viết như thế nào đào thanh luôn đúng rồi chúng ta học cái cách viết phiên âm nào chúng ta hãy cố gắng giữ cái phiên âm đó thì các bạn sẽ không có bị lẫn lộn khi mà hà có nói âm e âm short ấy sao thì các bạn sẽ viết lên ngay lên Ok. As, has. Bạn sẽ thấy nó giống. Ok. As, has. Bạn thấy rõ ràng không? Nó là âm As, has. All right. Nó không có đổi âm các bạn ha. Cho nên Hà Cá nói bất cứ một cái center nào ở trong tiếng Anh các symbol nó chỉ đứng cho một âm duy nhất mà thôi. Nếu người nào nói à cái symbol đó nó đứng cho nhiều âm thì bạn nói nếu nhiều âm mình biết âm nào để mà nói âm nào để mà đọc nó một cái điều đơn giản như vậy thôi. Một cái symbol nó chỉ đứng cho một âm duy nhất thì mình nhìn thấy cái symbol đó mình sẽ biết đọc cái âm đó. chứ bây giờ nói một cái symbol đứng cho nhiều âm thì mình biết đường nào mà mình khi nào đọc âm nào. thành ra người nào nói cái điều đó là họ hơi bị sai một chút xíu. ok, họ có không nói là nó họ sai nhiều nhưng mà họ nói hơi sai chút xíu thôi. ok, alright. khi mà chúng ta có những cái âm a rồi thì các bạn sẽ đọc được rất là nhiều chữ fast, ok, last các bạn đọc âm an hồi nãy rồi, phải không bây giờ bè cái hay là xe các bạn sẽ nói âm a e ở trong đó là like, hay là mẹ đại khái như vậy, rồi các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta đọc âm um, short a xong rồi đó ok các bạn sẽ thấy nó có, um, cố gắng là dù là nó nằm ở trong bất cứ cái trường hợp nào các bạn ha chúng ta sẽ cố gắng giữ cái âm e cho nó cho nó 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 âm um, e cho nó mở cái miệng ra cho nó nó tròn tròn cái âm và đừng có mở miệng nhỏ uh, tại vì uh, một số các bạn sẽ gặp cái vấn đề nếu mà các bạn không mở miệng lớn ra đọc cái chữ man các bạn sẽ có problem khi đó các bạn đọc cái chữ man nó hơi nhỏ tại vì hai cái âm này nó hơi khác nhau bằng cái cách mình mở miệng một là mình mở miệng lớn hơn và mình một là mình mở miệng nhỏ hơn ok uh, làm sao khi mình phân biệt khi mình đọc long a và short a Okay. Cat. Hate at eight. Tại vì các bạn thấy các bạn vẫn chưa nắm vững được cái cái âm. Um. Ok. Các bạn nghe cái âm um. at âm um, eight nó có khác nhau không? Hate, hate. Thì làm sao mình phân biệt các bạn? cái âm nó rõ ràng nó khác nhau mà phải không bây giờ khi mà mình đọc học được cái âm a a, 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 a mình nghe thôi là mình đã biết thấy nó khác rồi thì làm sao phân biệt nó, nó rõ ràng nó khác nó khác nhau giống như mà là một màu đỏ và một màu xanh vậy đó các bạn Ok, cho nên các bạn, khi mà học các nói như điều này nè, các bạn nghe điều này, ok, chúng ta đang học các ký hiệu phiên âm. Ý bạn đó nói làm sao biết từ nào là long A, từ nào là short A. Ok, Kenneth Gordon đã biết đọc chưa các bạn? Ok, Hà Cát đang nói với các bạn chúng ta đang ở cái level nào? Đang ở level kindergarten phải không? Ok, bởi vậy cho nên Hà Cát muốn các bạn làm quen với các ký hiệu, các symbol, ok? Nó dễ dàng như vậy thôi. Các ký hiệu trước, A. không, không, các bạn không cần phải sorry, ok? E, à. Các ký hiệu này các simple này nó đứng cho cái âm nào vậy thôi. ok các bạn hãy nhận ra cái cái âm của nó là như thế nào, chỉ có vậy thôi. Rồi từ từ chúng ta sẽ học lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, từ từ chúng ta sẽ thấy ra là a à, ở trong cái chữ này nó như thế này, ở trong cái chữ kia nó như thế kia còn hiện tại bây giờ chúng ta chỉ có nghe và phân biệt các âm thôi. tại vì chúng ta đang trở lại cái căn bản từ đầu và căn bản từ đầu là các bạn à, không biết cái âm đó đọc như thế nào. thì bây giờ các đang giúp cho các bạn cái ký hiệu này nó đọc là a trong cái chữ như là ate uh, hay là hate hay là may cái ký hiệu này nó đứng lại âm a cho cái chữ như là at hay là Cat hay là cap À, mình phân biệt ra rồi âm A và âm at là xong. Nó dễ dàng như vậy thôi các bạn, tại vì chúng ta đang là ở trong trong cái trình độ kindergarten. Đúng rồi, Khanh, Khanh nói rất là đúng. Ok, cho nên các bạn thấy các cứ phải rào trước, đón sau, giải thích tới, giải thích lui về cái vấn đề này ok Bởi vậy cho nên các bạn thấy <laughs> hà cách xin lỗi hồi nãy hà cách thở dài ha là tại vì hà có muốn các bạn các bạn uh, hiểu chỉ có 12 âm ngày hôm nay thôi nhưng mà hà cách thấy hơi khó khó một chút xíu uh, i will try my best ok rồi tiếp tục chưa cái, các không có trách các bạn đâu, ok cho nên các bạn đừng có nói sorry, đừng đừng có nghĩ như vậy ha hà các đừng các không có buồn bất cứ ngày nào hết, Hà các muốn các bạn uh, uh, cố gắng là chúng ta nhận ra được 12 cái âm này thôi, ok, để khi mà Hạ các nói bây giờ mà các đọc cái chữ này day, các bạn có nhận ra cái âm ở trong đó là âm gì không? nhận các bạn nói A, âm e, vậy là tốt rồi. Chờ dưới chỗ hả nói cái chữ cat Các bạn có nhận ra âm gì cho em chữ cat E e e Có nhận ra không các bạn nói à, Tôi nhận ra đó là âm e Có vậy thôi là các bạn thành công trong ngày hôm nay rồi Đã sò Nó dễ dàng như vậy đó các bạn Nó không có khó đâu Đấy right. Ok rồi tiếp tục nha Ok âm short e rồi chúng ta đã thấy rồi phải không các bạn ở trong cái chữ e nhớ một chữ thôi cũng được nữa nhớ một chữ là A. âm e e là tốt rồi Okay, I'm um, short E sound. âm <laughs> um, short E sound. Cái ký hiệu của short E nó như thế này. Và đây là một cái âm hạ Cát cần phải nói rõ với các bạn. Có một số có một số các bạn đọc âm short E sound. Âm này nó là âm E. Giống như là cái chữ E đúng của Việt Nam. Tại sao hạ Cát nói cái chữ E đúng của Việt Nam? là tại vì âm e ở trong việt nam đọc là e mẹ bé bé ok con cò bé bé tại sao hà các nói phải nói rõ ràng là cái âm phải đúng Đấy. một số các bạn đọc cái âm này trở thành đó là âm e các bạn nghe cho kỹ âm e và âm e ở trong tiếng việt nam nó khác nhau. Ví dụ, Hà Cát nói một buổi tối êm đềm. Hà Cát ta nói âm E hay là âm E? Âm E, đúng rồi. Nếu mà chúng ta đổi từ âm E ra âm E, nó sẽ là một buổi tối êm đềm. Ok, bây giờ Hà Cát muốn hỏi các bạn. Bây giờ Hà Cát nói, bạn này viết chữ lem nhem quá thì hà các đang nói âm e hay là âm e âm e rất là rõ ràng ok cho nên short e sound ở trong tiếng anh nó là âm e đó các bạn leg chứ không phải là leg ok tại sao một số người một số người nói với các bạn a ah, à, cái âm này nó phải đọc là e chứ không lẽ mà đọc là e của Việt Nam thì đọc là, là béc à, béc à, cái này là léc à, là tại sao? Các bạn hãy nghe người nào mà nói với các bạn cái chữ này không lẽ đọc là âm e à? thì các bạn nghe cái chữ e đó họ đọc có đúng hay là không? nghe kỹ, không cái chữ này phải đọc là lê, không lẽ đọc là léc à, éc à? ai mà đọc là âm e của Việt Nam mình vậy? Thì các bạn nghe thì cái âm e đó nó có đúng hay nó sai? Cái âm e, cái người đó họ đọc ra đúng hay là sai? Đúng. Ok, họ đọc sai âm. Tại vì chính họ đọc sai âm e ở trong tiếng Việt thành ra họ cứ nghĩ rằng nếu mà đọc sang âm e của Việt Nam là đọc sai. Là tại vì cái người họ đọc cái chữ e tiếng địa phương bạn nói rất là đúng. Con cò bia bé, Tại vì họ đã đọc sai âm ở trong tiếng Việt Thành ra họ cứ nghĩ rằng Nếu mà đọc sang âm E của Việt Nam là chúng ta đọc sai Bởi vậy cho nên họ mới nói à phải đọc âm E Các bạn nhận thấy rõ ràng không? Cho nên khi nãy Hà Cát nói âm short ý sao, chúng ta đọc đi giống âm E mà âm E đúng của Việt Nam. Đó là âm E, chứ không phải là âm E. Cho nên cái chữ leg hay là bag nó không phải là b, hay là leg, mà nó là e leg. Từ cái chữ đó các bạn sẽ đọc em, emphasize. Emphasize chứ các bạn là emphasize. Okay? Cho nên dù là một cái chữ rất là nhỏ thôi, các bạn sẽ thấy nếu mà chúng ta không có đọc chuẩn thì các bạn sẽ bị sai khi mà chúng ta sẽ đọc những cái chữ như là stem hoặc là ham chúng ta sẽ đọc là steam và him nó bị sai âm cho nên trong tiếng việt chúng ta rất là lợi kỳ là chúng ta có âm e và âm e cho nên nó rất là dễ để hà cá có thể nói với các bạn về cái sự khác biệt của hai âm này âm e mở miệng rộng rộng không biết hà cá nó bạn nói là rộng ngang hay là rộng rộng giọng hà cá không nó hơi khó các bạn đọc như chữ e của việt nam mình đó cái miệng mở vừa thôi mở hơi mở chút thôi và các bạn đọc e cái này cái âm này trong tiếng Việt Nam có các bạn, me hay là mẹ hay là em hay là bé. Các bạn có đọc em, bé, các bạn sẽ thấy, thấy cái miệng của mình mở vừa thôi, nó không có phải mở lớn. Ok, nếu các bạn đọc lớn em đá, em đá là các bạn đang đọc sai âm. Đúng rồi, đọc rất là tự nhiên. Ok, bạn Khanh nói đúng đó, đọc rất là tự nhiên. E, em, me mẹ. mẹ. Okay, các bạn sẽ thấy là cái miệng của mình mở Nó vừa bằng một cái ngang của ngón tay của mình thôi Alright. Rồi, âm short y sao nó rất là dễ Và các bạn thấy là các bạn sẽ không có gặp uh, problem về cái âm này Ten, nan Ok, âm short y sao được chưa các bạn? Ok, very good Ok, chúng ta so sánh hai chữ Chúng ta so sánh hai chữ Man và man. Man và man. Các bạn thấy khi mà họ Cát đọc thôi không nhìn thấy cái miệng của Hà Cát như thế nào. Nhưng mà các bạn có thể nghe ra được man. Và cái chữ man nó khác nhau ở cái chỗ nào? Man. Man. Đúng rồi. Exactly. Cái chữ man mở miệng lớn hơn. Ok. So các bạn cố gắng ha. chúng ta sẽ dùng cách viết phiên âm ở trong này hồi nãy ha cách so sánh hai âm cho các bạn cái chữ man ok nghe giống nhau listener ok nghe cho kỹ man 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 có nghe được sự khác biệt hay không man man Oh, rất là khó. Okay. Um, có bạn nào nữa nghe khó không hay là phần đông các bạn nghe ok rồi chỉ có một bạn là nghe khó thôi đọc hai từ này ok and 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 ok e thì các bạn mở miệng lớn ra e thì các bạn đọc chữ e việt nam mình đó ok Thế okay, nó cũng giống y chang thôi một cái mở miệng lớn ra a à, một cái mở miệng cho e à, a à, e à, a à, e à. alright cái nói hội cái miệng hơi mỏi luôn alright short i sound đây là một trong những cái âm vừa khó mà lại vừa dễ đối với người việt người okay. khác short i sound cái âm này nó hơi nó hơi khó một chút xíu là tại sao là tại vì chúng ta cứ khăng khăng nó là âm y của Việt Nam. Bởi vì khi chúng ta cứ khăng khăng nó là âm y của Việt Nam, bởi vậy chúng ta mới bị sai. Ok. Khi mà họ các đưa lên hai cái chữ này, luôn luôn Hà các hỏi các bạn đọc như thế nào? Thì phần nhiều 10, 10 người như cả 10. Ok. Các bạn đọc là ít và ít. Đấy, các bạn khi trước mà chưa luyện âm đó, các bạn đọc hai cái chữ này là ít và ít hả uh -huh, ở đó mà cười rõ ràng một số các bạn lên đọc như vậy mà <laughs> thì các hỏi lại các bạn nếu các bạn đọc ít và ít đó các bạn có phải cùng một âm không phải không đọc cùng một âm không hoàn chính không phải ha không phải là ít và ít ha nó là một âm đó các bạn tại vì ít là y t ít sắc ít mà ít nó là y t ít nặng ít ok nó vẫn là âm y nhưng mà một cái chúng ta cho dấu sắc một cái cho chúng ta cho dấu nặng ít và ít và các bạn nói ít có nghĩa là già ít có nghĩa là 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 ngắn nhận đi hà cá thấy rõ ràng rồi hà cá nói thì cả trăm người hà cá ở trong này tới 7 tám năm rồi các bạn ha thành ra hà cá gặp một số người không phải là là ít Right. cho nên là các rõ ràng là các thấy rất rất là đông người ít và ít rồi cái giờ nói a à, cái đó là y y này là y dài y này là y ngắn này là gì gì đó whatever ok có phải không nhận đi ai thì nhận đi cho lẽ ok alright thì các bạn đã thấy rất là rõ ràng rồi bây giờ chúng ta thấy rõ là hai âm này nó hai âm hoàn toàn khác nhau ok cái chữ eat y có nhớ âm y e là âm gì không? Y e. âm đầu tiên chúng ta học. That's right. Okay, long e sound. Âm này là âm e. E nghe cách của hà cá đọc. E nó còn lại ít nữa hay không các bạn? Nó không còn lại ít nữa mà nó là e. E e e e. Nhớ là chúng ta bắt đầu bằng cái chữ Y Chúng ta hạ cái miệng xuống đọc ra là chữ E Y Y Đúng rồi Y Mà không phải là in Nó khó Ok uhm. Chúng ta phải là người Việt Nam không? Hầu như tất cả các bạn đều là người Việt Nam hết phải không? Không người nào người chàm người thượng người gì gì trong này hết phải không? Ok Các bạn đọc được cái chữ Y hay không? Y mà đọc chuẩn đó nha em mà đọc chuẩn đó yên các bạn thấy yên tâm đi yên ok một số các bạn người miền nam sẽ gặp phải problem Với cái âm này là tại vì người miền nam sẽ đọc là yên yên tâm đi trời yên đi con kiến ok là các cậu không biết bao nhiêu bạn rồi đọc cái chữ này con con kiến đọc là con kiến con kiến thì các nói ủa tại sao chúng ta không ra cái âm <laughs> đấy bởi vậy cho nên chúng ta phải biết rõ ràng âm um, iê yeah. con kiến nó khác với ki kiến đáo đấy kiến và kiến tôi là người Việt Nam tôi biết nói và biết viết tiếng Việt chứ không thể nói là tôi là người Việt Nam tôi biết nói tiếng viết tiếng Việt đấy cho nên mình không có thể nói trài âm như vậy được. Đấy, tiếng Việt và tiếng dịch nó khác nhau. À, tùy từng vùng thôi. À, Tà Linh cũng giống như là người miền Bắc thì chúng ta nói là rồi uh, lát nữa các bạn đi ngủ đấy, rồi các bạn sẽ chiêm bao, các bạn sẽ nằm mơ uh, thấy những cái âm này nó bay bay ở trong đầu của các bạn đấy. Đấy. Right. cho nên mỗi tiếng một mỗi một dùng họ có một cái tiếng khác nhau bởi vậy cho nên uh, chúng ta không thể hỏi tại sao được Đấy. rồi I'm, I'm sure I sound ok các bạn chỉ cần một điều là các bạn phân biệt nó với âm long y e sao long y e là y e. y e. trong cái chữ team còn short i trong cái chữ in ten. Các bạn nghe hai chữ này các bạn có phân biệt được không? Seen, seen. Có phân biệt được không? Seen. seen, seen. Good. Ok. Chỉ cần nghe và phân biệt là tốt rồi. Ok, có một số bạn cần tổ hỏa nhập ma rồi. Ok, hoặc cả còn một vài âm nữa thôi. Mà chắc là khuya quá rồi. Okay, so we're going to start uh, ở cái âm short I. Okay. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với âm số 4 ở trong phần short, đó là short e, short U và short U. ha, um, các không muốn các bạn bị nhồi óc quá nhiều ha, các bạn sẽ bị các bạn sẽ bị tẩu hóa nhập ma đó. It's okay. Tomorrow uh, chúng ta sẽ tiếp tục không và ngày mai chúng ta sẽ có tài liệu của ngày mai nữa hoặc các đưa lên từng phần và dạ, hoặc các mong các bạn cứ tiếp tục từng phần phần, phần một ok và dạ, các biết các bạn cũng buồn ngủ lắm rồi à, hoặc các sẽ ngưng ở đây và dạ, hoặc các sẽ uh, chúc cho các bạn nào đó mà ở trong cái vùng mà sẽ bị bão đó các bạn sẽ cố gắng hoặc uh, các sẽ, sẽ cố gắng cầu nguyện để các bạn sẽ vượt qua khỏi được cái cái cái, cái sự nguy hiểm đấy right. Okay. Cứ ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ sẽ gặp tất cả mọi điều bình an right. um, Rất cảm ơn các bạn đã tham gia lớp rất là nhiều à, Ngày mai chúng ta sẽ à, tiếp tục dạy các âm ở trong này um, Có một số các bạn à, hiện tại bây giờ hơi thắc mắc Không lẽ luyện âm chỉ có vậy thôi hay sao? À, đúng vậy, luyện âm nó rất là dễ Nó chỉ cần là các bạn có thể nhận ra được các âm trong cái thời gian này các bạn chỉ nhận ra được các âm mà thôi. OK, đừng có lo lắng về bất cứ một cái điều gì khác hết các bạn. Cái chương trình Hà Cát soạn theo từng phần phần một và khi mà các bạn nhận ra được tất cả những cái âm rồi, các bạn ráp lại các âm rồi, các bạn có thể đọc lên được rồi. Các bạn sẽ không có sợ gì nữa hết. Vì vậy cho nên Hà Cát mong rằng các bạn đừng có lo lắng. OK, âm um, short i Sound nó giống như là cái chữ mà đọc chuẩn ở trong tiếng việt nhớ nha hà cá nói đọc chuẩn chứ hà cá không nói là đọc theo từng vùng tại vì hà cá có đưa lên cái chữ con kiến cho các bạn rồi đó tại vì một số đọc con kiến đọc là con kiến hoặc là chữ chữ yên các bạn đọc là in thành ra đó là đọc sai cho nên phải đọc chuẩn âm trong tiếng việt thì nó là en ok in hay là ten hay là can Đấy, right. ngày mai khi mà chúng ta học xong hết 12 âm, 12 nguyên âm thì khi đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ có một cái bài um, ôn lại là hà cá sẽ đọc ra một cái chữ cho các bạn nghe và các bạn thử coi là cái mình đã nhận ra được các âm chưa right cho nên các bạn đừng có lo lắng hà cá sẽ cố gắng giúp cho các bạn về vấn đề này um, rồi bây giờ các bạn yên tâm đi ngủ ha hà cá cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 10 giờ tối à, ngày mai uh, trước uh, giờ Uh, của Hà Cát là sẽ có giờ của ABC Nhưng mà ABC ngày mai bị bận Cho nên ABC chắc không có mặt Anh hai xôi lập xưởng sẽ sắp lớp cho um, ABC Ngày mai Hà Cát gặp các bạn lúc 10 giờ nha Alright, thank you um, Các bạn rất là nhiều Và yeah, good night